Học Phật làm sao mà chúng ta vui vẻ đối trong cái cuộc đời này, chúng ta nhiệt tình hết mình, nhiệt tình hết mình với người mà người bỏ mình, người thiệt thòi. Nhớ. Trời ơi, mình nhiệt tình hết mình với chồng với vợ rồi mà giờ người ta bỏ mình thì người ta thiệt thòi. Nhớ nghe, bỏ một người vợ một người chồng nhiệt tình thiệt thòi á nghe. Không nhớ đâu, thiệt thòi á. Mình bỏ họ là mình sẽ thiệt thòi, mình sẽ gặp cái thứ khác ghê gớm lắm á. Mình chê người vợ này quê mùa hay lúa rồi mà nó thiệt thà, nó cực lực trong nhà, nó lo lắng. Mà mình chê nó hay lúa, nó xấu, mình bỏ nó, mình đi kiếm con khác là mình trả cho con khác đó. Mà gặp con khác lụ đạn á, nó quýnh cho mà thấy. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó đó các cô, các chú cứ học Phật nhiệt tình, hết lòng đi. Không có sao đâu. Gieo nhân thì gặt quả à. Có khi nợ chúng ta trả xong rồi thì con nợ nó buông tay ra nó đi, thì nó để lại cho mình thoải mái tự tại. Chứ không phải là học Phật mà bị bỏ gì đâu. Mà nó rõ ra là nhờ học Phật mà bây giờ nợ nặng hết rồi. Đừng có mang cái oán hận gì nhau thôi. Hiểu không? Ai cũng là người nên sống tốt với nhau thôi. Gặp lại người xưa chào một tiếng. Thấy không? Chào anh. Ví dụ như vợ chồng chia tay mà bây giờ gặp nhau trong chùa hay gặp nhau ở đâu đó. Chào anh. Khỏe không? Bữa nào rảnh đi uống cà phê chơi. Thấy chưa? Mình rất tự tại. Mình rất tự tại nghe chưa? Người ta thấy công nhận thiệt. Cái người vợ xưa của mình quá tuyệt vời. Không có chút gì bực bội khó chịu hết trơn. Gặp người ta dẫn vợ sau của người ta đi. Chào anh, chào chị. Hỏi cô là ai? Vợ của ảnh hồi xưa. Vợ ảnh hồi xưa, hiểu không? Không có gì chứ á. Bây giờ là chồng của chị bây giờ. Em là vợ của ảnh ngày xưa, thấy không? Ngày xưa giờ hết rồi chị ơi, không có gì nữa chứ á. Cái chuyện vậy thì quá đặc biệt. Chứ bây giờ cũng đã từng có duyên là vợ chồng, bây giờ xa nhau lại hận nhau, làm gì? Hận nhau làm chi vậy? Bao nhiêu nụ hôn dành cho nhau mà bây giờ đi hận. Đúng không? Đừng có hận nghe. Xa nhau rồi mà mình đi hận là mình đang còn thương người ta đó. Quý vị nhớ cái câu thương hận không? Nếu không thương thì không có hận, mà có thương thì mới có hận. Nên một người vợ chồng sống với nhau mà xa nhau mà còn ghét đối phương là còn thương. Còn thương. Nên người ta mới nói là thương hận, hiểu không? Còn nếu như chúng ta không thương gì hết trơn thì lấy gì hận? Quên hết trơn rồi, hiểu không? Những quỷ vãng ngày xưa hài cho qua. Hiểu chưa? Nên cái câu cho nhà Phật rất hay nghe. Quỷ vãng qua rồi chớ vắng vương, tương lai chưa đến chớ lo lường, hiện tại tâm bình thì là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Đó. Những gì đã qua rồi cho qua đi. Chúng ta hãy nhìn cái hiện tại sống cho thật là đặc biệt, cho thật là tốt. Đó. Con người ta thường lạ kỳ là lấy những vĩ vãn đã qua để làm sự đau khổ bây giờ. Có nhiều người chúng ta quý vị biết rằng là cứ lấy những cái vĩ vãn đã qua khổ đau để rồi chúng ta lo âu sự khổ đau tiếp nối. Rồi gặp những con người bây giờ toàn là nghĩ họ sẽ đem sự khổ đau cho mình. Tại sao chúng ta lại hoàn toàn không cho mình cơ hội? Dù là bao nhiêu con người gạt mình nhưng vẫn có người sẽ giúp mình. Tại sao chúng ta không tạo cho mình một cơ duyên như vậy? Nếu như bây giờ bao nhiêu con người gạt mình thì tại vì mình đã gạt bao nhiêu con người, thì bây giờ mình cứ trả hết đi thì sẽ có người tốt đến để giúp mình. Yên tâm. Nghe gì đúng là hiểu không? Thì thấy không, nó vô tông nghe quý vị, không phải giỡn đâu. Tuy chia theo pháp đơn giản nhưng mà đi sâu sắc từ từ, nào lặng mò. Hiểu không? Lặng mà mò. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó quý vị thấy đi vô từ từ, chứ không có giỡn. Chứ không phải mà tự nhiên mà bước vào cái ầm ầm, không phải đâu, mà từ tốn. Từ tốn mới thấy thích thú. Từ tốn mới thấy thích thú nghe nghe quý vị. Từ từ, từ từ, từ từ. Rồi bắt đầu tự nhiên nghe, càng về sau nó càng thấm. Không có giỡn đâu. Nên tại sao mà từng chủ nhật nào mà không về là không chịu nổi.
Có cái cô kia từ chủ nhật cô không đến, thì Đức hỏi cô, ủa từ chủ nhật trước hình như Nhật Đức không thấy cô bộ bận hả? Cô nói chào ô, bệnh muốn chết luôn, không đi đến nổi. Mà con ở nhà thật sự với thầy con bật lên trực tiếp, mà thật sự con cười ké trong lòng. Con nói trời ơi, con nói từng nào cũng được ngồi chung với mấy chị em, nó vui gì đâu mà bữa nay có mình một mà bệnh dữ lắm mà đi đến không được. Thầy ơi thầy, bữa nay là con khỏe là con đến liền, thấy chưa? Có nghĩa là cái cảm giác thu hút là ngay chỗ nào quý vị? Tự nhiên cái tình cảm giữa con người ngồi với nhau để chia sẻ và cởi mở tất cả những sự khó khăn và nó bị rắc rối trong cõi lòng mình. Cái sự khổ đau của con người lớn nhất là gì quý vị không? Rắc rối trong cõi lòng mà không sở ra được. Cái những người chúng ta càng rắc rối càng sở thì càng rắc rối. Bây giờ Phật pháp cho mình bình tĩnh để nhìn ra đầu mối. À, hay bình tĩnh mới nhìn ra đầu mối nghe. Còn rắc rối càng rắc rối càng rắc rối. Hãy bình tĩnh, phan hãy sợ trong lúc rắc rối. Rắc rối thì phan hãy sợ. Hãy bình tĩnh lại thì thấy đầu mối rồi hãy sợ. Nhớ đó. Khi mỗi một con người chúng ta đang bị buồn, đang bị hấp tấp, đang bị lo việc gì thì hãy bình tĩnh lại. Hãy bình tĩnh lại thì tất cả những sự việc này không đáng sợ như mình đã lo âu đâu. Thật sự mà nói, tất cả việc trong cái cuộc đời này chúng ta đều có thể giải quyết được hết. Rất dễ giải quyết, vì sao? Vì cái thân này nó còn giải quyết mà. Vậy thì còn cái gì trong cuộc đời này mà không giải quyết? Cái thân này của chúng ta sống nay chết mai là giải quyết cái thân tứ đại này rồi. Mà tất cả cái sự sống của chúng ta trong cái cuộc đời này là do nương ngay cái thân này. Mà thân này đã chết rồi thì còn cái gì mà tồn tại trong cuộc đời này của chúng ta? Như vậy thì thân này sớm muộn cũng chết. Vì tất cả những việc rắc rối trong cuộc đời này có thể giải quyết được hết. Nhớ. Từ từ chúng ta cũng già sạch nhách rồi. Chết đến nơi rồi. Vì đi về chùa mình, chùa có việc lạ. Mỗi buổi sáng khi đang ngủ mê, có người cầm cái lo. Thấy chùa lạ thấy ghê. Chưa từng thấy chùa nào mà kỳ cục gì. Mà từ đây Đại Tùng Lâm, chùa Mớ, Bảo Tháp, bốn ngôi chùa sáng nó bật sùm lên chứ. Không tu cũng phải đi tu, chịu không nổi. Mà Hòa Thượng ngày thích vậy nghe. À, cái câu đó của Hòa Thượng mà Như Đức lấy lại luôn. Thức dậy tu đi, chết đến nơi rồi. Cậu mà cái tiếng lúc đó Như Đức rền đó quý vị. Rền nó chứ không phải kêu bình thường. Thức dậy tu đi, chết đến nơi rồi. Giống như Diêm Vương mà kêu mình vậy. Thấy không? Quá dở đâu ghê quý vị. Thì thấy không? Diêm Vương kêu rồi sợ cỡ nào chưa? Đó. Chùa mình sáng nào cũng vậy đó, cái sách cái lo đi kêu. Nên Phật tử mà mới mới vô chùa mình xanh mặt xanh mày. Thật sự mà nói. Bây giờ nghe cái tiếng đó gọi một cái mà dám nằm lên ngủ, người này cũng gan cùng mình luôn. Nghe cái tiếng như là Diêm Vương gọi vậy. Thôi, rửa mặt liền. Cái bà kia kêu, con nằm ngủ chút đi, ở nhà con ngủ trễ lắm. Không mẹ ơi, con vừa nghe cái tiếng này cái con mới thức dậy để bắt đầu đi tu liền. Con không thể nào có cơ hội nào dám nằm ở đây mà ngủ được. Cái tiếng kêu nó ghi gớm lắm quý vị. À, mà chiều cũng kêu thức dậy nữa. Mà chiều chưa ngủ kêu thức dậy nữa. Là thức gì biết không? Thức tỉnh đi, chết đến nơi rồi. Không đi tu là mê hoặc đó nghe, cho quý vị biết. Ừ. Đó, vị thấy phương pháp chưa? Biết dùng cái sự phát triển trong cái xã hội mà để áp dụng Phật pháp. Quý vị coi, nếu mà nói về cái phương pháp mà dùng máy tu quý vị, mà bây giờ những đức quản lý từ xa toàn là máy không, mà cả làm chương trình mừng thọ luôn quý vị, những đức giảng luôn, những đức đưa qua những cái điểm đạo tràng bên kia rồi bắt cái buổi giảng lên để tổ chức mừng thọ bên luôn quý vị. Đó, thì những đức thấy rằng là cái sự phát triển của xã hội này mà biết áp dụng Phật pháp vào thì rất là hay. Rất là hay, nói thiệt. Nói mà chiếc máy niệm Phật này thôi quý vị thấy không? Tiện quá, quá tiện luôn đúng không quý vị? Một người mà được hai cái thì hay lắm. Tại vì hết pin thì sạc, đeo xong hết pin thì lấy cái kia nghe tiếp tục, thì không có lúc nào gián đoạn hết chứ. Dí Quan Âm cho thêm cái nữa.
Coi cô kìa, cô nói mỗi lần đến chùa thầy cứ cho hoài. Mắc cười quá chết. Thì coi Ví Quan Âm là một cái máy niệm Phật, mỗi người khi lễ xong tối 21, nhưng nhớ 2000 lại mới lãnh được huy chương vàng. Đúng không? Ai mà lại 2 ngày mà lãnh được cái máy niệm Phật là huy chương bạc, không phải vàng. Nhớ đó nghe quý vị. Đúng không? Còn nếu như lễ có 1 ngày thì huy chương đồng. Bây giờ quý vị muốn lãnh huy chương vàng hay gì đưa tay anh coi. Đúng rồi. Rồi, đặc biệt lãnh huy chương vàng. Lễ 4 ngày rẹt rẹt. Còn những đức mà lễ không nổi thì thôi chịu thua. Nên quý vị biết rằng cái tâm quyết nó mạnh lắm quý vị. Tâm quyết cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà phải cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Phật Bồ Tát nhất định gia hộ. Vì mình làm việc cho Phật Bồ Tát. Đúng không? Đó, nên tất cả quý vị về đây nhớ nghe. Cái việc trong Phật Pháp là có Phật Bồ Tát gia hộ. Chúng ta phải tin đó. Cả đời của chúng ta, chúng ta cứ sát cánh ra với Đạo Phật đi, là quý vị sẽ thấy cái cuộc đời quý vị bình an lắm. Những đức nói cho quý vị nghe nghe. Quý vị đặt tình cảm vào bất cứ một con người nào trong cuộc đời này, quý vị đều khổ hết. Quý vị chỉ đặt tình cảm đúng với một vị này là không bao giờ khổ. Chắc chắn luôn. Quý vị coi bao nhiêu tình cảm trong cuộc đời này đều khổ hết. Chỉ có đúng ai với Đạo Phật là không khổ. Lạ tai không thấy, không gần, không tiếp xúc, không được nắm tay nắm chân, mà nó có một sự an lạc gì kinh khủng thiệt. Mà trong cái cuộc đời này tình thương yêu lại được gần gũi bên nhau. Nhưng toàn là tác dụng phụ của cái khổ, quý vị công nhận không? Toàn là tác dụng phụ của cái khổ không à. Mà tại sao nương vào bổn nguyện niệm Phật mà không có khổ? Càng niệm Phật thì càng không khổ, càng tin Phật thì càng không khổ. Quý vị nhớ nè, trong tâm ta có Phật thì ta không có sợ gì sự khổ đau trong cuộc đời này. 100% luôn. Trong tâm ta có Phật, ta không sợ bất cứ một sự mất mát gì trong cuộc đời này hết. Còn trong tâm quý vị chỉ cần không có Phật thôi thì lo âu sợ hãi mất mát đều dính sạch hết luôn. Chỉ cần trong tâm có Phật thì không bao giờ sợ khổ gì hết. Vì sao? Thời gian cực kỳ ngắn ngủi rồi Phật rước mình. Cái đẹp nhất của chúng ta là cuối cuộc đời mà Phật đem đài sen đến. Ôi, mê quá, quá mê. Thì coi, ôi Phật đem đài sen xuống đi quý vị. Mà trong lúc đó quý vị, cái cảm giác quý vị sẽ vui vẻ vô cùng khi mà quý vị rõ ràng chính mình thấy rõ ràng Phật, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, hàng thánh chúng, và trên hư không là như là một màu vàng quang minh phổ chiếu, mà chính mình cảm được. Dù quý vị đang bị một căn nhà đè xuống, nằm ở trong căn nhà, quý vị đang thôi thớp, quý vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng quý vị nhớ nghe, cái sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà là không có căn nhà. Ngài thấy rõ ràng con người đó đang niệm, và bổn nguyện của Ngài và người đó đang kết hợp là một. Ngài phóng quang ngay quý vị, và lúc đó quý vị không thấy căn nhà đang đè mình, và chính quý vị thấy rõ ràng là Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, và quý vị vô cùng tự tại như đứng giữa hư không và bước lên đài sen trong một khoảnh móng tay. Cực lạc. Thích thú chưa? Không có đau đớn nha quý vị. Không có sự đau đớn gì hết nghe. Dù là thân thể máu me chảy tùm lum, bầm dập, văng thịt, văng tay chân, tứ tung lang tan, nhưng riêng mình không có đau gì hết. Vì sao? Vì linh thức đã được Phật Di Đà rước về cực lạc rồi. Sao khổ? Sao mà khổ? Vậy tại sao cái người mà chết trong cuộc đời này họ vậy? Xe đụng cái rầm vậy? Vì họ không niệm Phật. Khi họ không niệm Phật thì hoàn toàn cái linh thức của họ nó đang còn chấp xác. Mà khi còn chấp xác mà cái đau của chúng ta là vì còn linh thức. Nên tại sao trong nhà Phật nói rằng một con người khi vừa chết đi không được đụng chạm,
không được mời quý thầy mà gọi là đi coi ngày giờ mà đi tẳng liệm liền, vì thời gian trễ gì đi chăng nữa cũng phải 10 tiếng. Chùa mình là để 24 tiếng luôn, là niệm Phật để 24 tiếng cho chắc ăn. Tại vì khi họ còn cái linh thức ở trong đó là gọi là A Lại Gia Thức. Cái thức thứ 8 là cái chỗ chứa bất cứ những cái thứ gì nằm trong cái A Lại Gia Thức đó. Và cái thức đó là cái thức đầu tiên khi nhập thai mẹ. Và cái thức đó là cái thức cuối cùng khi đi sau nhất. Nên con người vừa chết đi thì cái thức thứ 8 này vẫn còn tồn tại trong thân chúng ta. Nên sự đụng chạm, sự rờ mó, sự đau đớn vẫn còn. Cả giường chiếu cũng không được đụng, đừng nói chi là đụng vào con người. Của cải của họ lúc đó không được đụng vô luôn, vì họ vẫn còn sự xúc chạm và tiếc nuối và sanh ra sự khổ đau kỹ vô cùng luôn, mà do người ta không hiểu. Vừa chết là đụng chạm liền, bởi vì đa phần là phải đi đọa lạc hết. Đa phần đọa lạc hết, đúng là hại người thân mình, mà chúng ta không biết hại người thân mình. Ghê thiệt chứ. Bởi vì quý vị thấy tất cả các cụ già trong chùa mình là các cụ có phước lắm. Sự hộ trì này lớn quá đó. Hiểu biết rồi thì làm cho người thân mình đúng. Cha mẹ ở nhà già, để cái máy niệm Phật điều hộ niệm cho cha mẹ nghe suốt. Để chi? Cặn tử nghiệp của cha mẹ lấy cái điều này niệm luôn. Thường nhắc cha mẹ thế giới cực lạc tốt lắm ba mẹ ơi. Thân chúng ta già gì khổ lắm ba mẹ. Quá khổ rồi, bây giờ ba mẹ muốn về một cái quốc độ mà không còn khổ nữa không ba mẹ? Ba mẹ muốn chơi, muốn về quốc độ đó. Rồi phải làm sao? Đứa con nói, ba mẹ niệm Ai Di Đà Phật nghe, thầy niệm câu, ba mẹ niệm câu nghe, đến khi cuối cuộc đời là con niệm Phật hộ niệm cho ba mẹ y gan vậy luôn. Mà ba mẹ chỉ cần niệm là Phật trước, ba mẹ về cực lạc liền nghe không? Về thế giới cực lạc đẹp lắm, muốn ăn có ăn, muốn bặn có bặn, và thân ba mẹ không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa đâu. Và đi cúng dường mười phương chư Phật giống như đi du lịch chơi thoải mái lắm. Nói câu du lịch họ dễ hiểu hơn, hiểu không? Nên từ nơi đó họ nghe, họ thích, họ niệm Phật. Họ niệm và nghe danh hiệu Phật và hộ niệm quen lâu ngày, họ thành quen điệu hộ niệm đó. Khi cặn tử nghiệp, tiếp tục cái điệu hộ niệm đó hộ niệm cho họ luôn. Y rang như chùa mình, những đức áp dụng cho các cụ lúc còn khỏe là được hộ niệm, hộ niệm luôn. Khỏe là lấy cái điệu hộ niệm cho các cụ làm thời khóa tu. Khi cặn tử nghiệp là đấy, lấy điệu hộ niệm này hộ niệm luôn, vô cùng đặc biệt. Không có một cụ nào nói rằng nghe mà chán hoặc nặng nề, không có. Vì lúc bình thường nghe quen. Cái này quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng luôn. Không? Nên mình có ông bà cha mẹ mình đi đến đây, mình đặt cái chiếc máy nghe pháp này nè, có khi ông bà cha mẹ mình đang buồn, đang buồn á, tặng một chiếc máy nghe pháp này vậy cho nghe đi, nghe đi, nghe khi thích rồi còn hơn là người bạn họ nữa. Nhiều người lắm á, không có giỡn đâu. Một chiếc máy nghe pháp gì thôi vậy mà tặng cho ông bà cha mẹ mình, tự nhiên nghe không buồn nữa, vì những đức nói chuyện nhiều câu vui và đi thẳng vào tâm tư của họ luôn. Về tư tưởng người già nghe những đức họ thích lắm. Tại vì một là gần gũi, hai là họ dễ hiểu, nên họ rất là thích nghe những đức giảng. Nên chiếc máy nghe pháp này quý vị nên phổ biến khắp nơi nơi. Những đức nói quý vị đi làm từ thiện ở đâu cũng nên có pháp đem theo để kèm vào để tặng, thì lợi ích rất là lớn. Một nhà chúng ta tặng một chiếc để cho người ta, cái gia đình đó biết tu là nó ảnh hưởng cả cái gia đình dòng họ của người ta luôn. Hay dữ lắm quý vị à. Nên những điều những đức chia sẻ đây đó, mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này rất là vô thường. Đã là quá vô thường rồi. Con người ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Vậy thì chúng ta đi khổ làm chi nữa? Không nên khổ nữa nghe. Nhớ. Không nên khổ nữa. Dù là mình nghèo, mình bị sức môi, bị lùn, bị hô những đức, nhưng mà tuyệt đối chúng ta không bao giờ chúng ta cảm thấy rằng mình xấu số. Chúng ta gặp Phật pháp là không có gì xấu số chứ. Gặp Phật pháp là không có xấu số, nhớ nghe. Gặp Phật pháp là không có xấu số. Cái người mà không gặp Phật pháp là cái người thiệt thòi trong cuộc đời này. Nhớ. Không gặp Phật pháp quý vị rất là thiệt thòi. Và quý vị sẽ rất dễ đi vào con đường tham thầm. À. Quý vị mà học Phật rồi quý vị mới hiểu rằng không nên tham thì là có. Không học Phật pháp quý vị sẽ tham và thâm luôn 100%. Đúng ra có số tiền là xài được rồi, mà đi cho người ta mượn để lấy tiền lời xài không bị tốn tiền đó. Cuối cùng nó trả được vài tháng tiền lời cũng ngon, vài tháng sau cúp cua luôn, mặc cả chì lẫn chài.
Nếu như mà không tham cái lờ thì làm sao mắc cái vốn? Nó đúng ra có được số tiền rồi, nghĩ rằng bây giờ thử một cái, một là hên ngon luôn, chơi một cây bài hoặc cá độ đá banh một phát, cuối cùng dứt một cái sạch nhét, trong lòng tiếc còn hơn cái gì nữa. Khoản chi nãy đừng có đánh. Đa phần là con người chúng ta do tham mà thâm, thấy chưa? Mình học Phật bây giờ mình đang có được rồi, có căn nhà, có gia đình, có sự hạnh phúc, có địa vị xã hội được rồi, cảm thấy cuộc đời mình đã hơn quá nhiều người rồi, vừa rồi, nhưng mà mình không chịu đủ, mình lại muốn nó tăng thêm, phải tích trữ để khi mình không làm đó nữa thì mình có dư, mình có nhiều, mình còn đi nước này nước kia đầy đủ nữa. Cuối cùng nó không được cái gì mà nó phá sạch cho quý vị luôn, là do không tiếp nhận được Phật pháp, nên nó bị vô minh che lấp trí tuệ, mà cuối cùng mình đi đến con đường diệt vong. Ghê thiệt, đáng sợ thiệt, nó thiệt luôn. Quý vị mà học Phật rồi, quý vị nội coi cái này coi cái kia bình thường, quý vị cũng giác ngộ Phật pháp, coi sẽ thấy à. Vì xã hội quý vị coi nhiều mà đúng không, coi tin tức này tin tức kia, quý vị sẽ thấy rằng là quý vị cũng giác ngộ nữa. Nên chính bản thân chúng ta quý vị à, cảm thấy mình mừng rồi. Mừng khi gặp được Phật pháp rồi, nó thiệt đó. Năm nay ba mấy 40 tuổi, 42 tuổi lay quay chết bây giờ, chết tới nơi bây giờ. Chứ đừng có nói mà sống thọ, đứa bé người ta 10 tuổi mà người ta sưng chù dù cái bụng lên hết trơn, nó vẫn bình thản vô cùng luôn. Chúng ta nên học luôn đó. Nên học á, chứ bây giờ mà sống năm mấy tuổi mà còn ngồi tưởng tưởng sống lâu thêm nữa. Rồi bây giờ học Phật á, học Phật bây giờ nó sáng sủa, nó coi đẹp đẹp lên chút á, về soi gương ngắm nghía, thầy khen học Phật bây giờ sao đẹp, nó đẹp như vậy mà nó tàn tạ bất tử, trong cái cuộc đời nó rất kỳ cục. Nên có nhiều người người ta bị cái bệnh là gì, người ta chấp cái đẹp. Bác sĩ báo tin cho người ta là ung thư, vừa báo tin ung thư cái hai tuần sau suy sụp tinh thần, ốm nhôm, cái mặt xanh lè, rồi tiêu luôn, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà bây giờ chúng ta mang cái thân này làm sao đẹp hoài được, làm sao đẹp hoài đây? Bây giờ muốn đẹp hoài không? Đẹp hoài đó. Ví dụ như bây giờ quý vị coi, giờ những đứa đang chia sẻ Phật pháp, quý vị bây giờ đang khỏe, ngon lành đúng không? Đi kinh kênh thấy ghét. Bữa nào tự nhiên ngủ đêm gió nó thổi ngang, giật một phát. Bữa sau chủ nhật lên chia sẻ Phật pháp, bước vô đi. Chậu này thôi thì đức đi kỳ cục cái chậu. Bước lên, kính chào Phật tử, đêm hôm gió thổi, thầy bị méo miệng rồi quý ơi. Không lẽ bây giờ những đức không lên đây? Nếu không lên đây thì tất cả những sự chia sẻ cho quý vị nghe toàn bộ là giả hết. Bây giờ thầy gặp độ rồi mà bây giờ mà thầy còn không đứng trước công chúng được hả? Từ khi thầy không nói được, thầy lên thầy cũng gani. Con hiểu gì chứ thầy? Thầy quá hết lòng rồi đúng không? Thì bây giờ mình viết được vài chữ, mình viết ra. Đêm hôm thầy đang ngủ, do thổi ngang, thầy đã bị tai biến rồi các con ơi. Nhưng thầy rất tín tâm với niệm Phật, thầy không nói được nhưng niệm trong tâm, thầy khuyên các con cố gắng niệm Phật, dù tai biến gì cũng phải niệm Phật nghe các con. Vài câu đó thôi cũng là đủ vốn rồi đó quý vị, hiểu chưa? Còn nếu bây giờ mà nghĩ rằng mình khỏe ngon lành thì mình hướng dẫn bao nhiêu người nghe, người ta gặp mình tai biến cái mắt tính tâm, không có. Người ta mắc tính tâm là do người ta không hiểu. Vì trong cái cuộc đời này sanh lão bệnh tử ai mà không chịu, có ai mà duy trì được mình hoài đâu quý vị. Đừng có chấp vào cái chỗ đó. Đẹp hôm nay thì cứ đẹp, ngày mai xấu thì là xấu. Hôm nay đi được thì cứ đi, ngày mai đi không được thì bò chờ luôn thử coi được không ạ. Hiểu không? Chúng ta phải sống trong cuộc đời này luôn luôn cởi mở như vậy đó quý vị. Tại sao chúng ta cứ chấp mình là người khỏe hoài chở? Đã mang cái thân tứ đại này làm sao mà chấp khỏe hoài được? Hiểu không?
Bây giờ chúng ta ngồi trong đây, có khi ngày mai đi khám bệnh, bác sĩ nói chúng ta ung thư thời kỳ cuối. Không khám thì thôi, không biết. Nhưng mà đi khám bác sĩ nói: Cô biết tin tức gì chưa? Dạ con đâu có biết gì đâu. Bác sĩ nhìn con ghê quá ý. Cô ung thư thời kỳ cuối. Cái gì? Thì nói gì bác sĩ? Sao cô khỏe quá mà sao cô ung thư thời kỳ cuối bác sĩ à? Con đâu này mà 40 mấy tuổi à? Chồng còn trẻ lắm, con cái còn đang đi học, cô cái sự nghiệp bao la, ung thư rồi á, trời ơi trời. Thì thấy chưa? Trong khi hôm qua chưa khám thì vẫn còn sống bình thường và vẫn là một cô gái xinh đẹp. Vậy mà hôm nay bác sĩ vừa nói ung thư thời kỳ cuối, cầm điện thoại. Bác sĩ ơi, bấm số điện thoại giùm chồng con. Bác sĩ hỏi tên gì? Tên gì? Trời ơi, chồng cô tên gì? Cô quên mất tiêu luôn à. Để con nhớ bác sĩ không? À, con nhớ rồi. Chàng dân mèo à. Bác sĩ bấm anh mèo cho con. Hiểu không? Bấm lên gọi anh ơi. Lỡ gước em về đi anh ơi. Ôi trời, bà bị cái gì bà? Hồi sáng còn khỏe re, ngồi nói chuyện vui quá trời. Bây giờ bà đi rước cái gì? Bà bị gì hả? Ung thư rồi trời ơi. Chết rồi anh ơi anh. Các vị thấy không? Cái tâm trạng đó 2 tuần sau là mặt mày sơ xác hết. Nếu như không có cái tâm trạng đó thì ung thư chưa phải là đáng chết. Nên tất cả những người mang bệnh ung thư phải nhớ cái câu rằng ung thư chưa chắc chết, mà nội tâm mình dắt mình mau chết. Quý vị coi, một cây đu đủ nó nhỏ quý vị cỡ nào chưa? Nhưng quý vị thấy nó gánh bao nhiêu cái trái đu đủ chưa? Vậy mà gió bão thổi ầm ầm mà nó vẫn đứng sừng sững để mà nó chịu gió bão, để mà nuôi dưỡng những trái đu đủ. Vì sao? Vì nó có lòng tin, nó phải đứng được để nuôi con nó. Còn chúng ta bị một tế bào ung thư chưa bằng một trái đu đủ nữa. Đúng không? Bị một cái tế bào ung thư chưa bằng một cái trái đu đủ. Mà thân chúng ta bự hơn cái đu đủ cỡ nào chưa? Vậy mà chúng ta lại đầu hàng với cái tế bào ung thư. Quý vị thấy chúng ta tệ chưa? Chúng ta không có gì phải đầu hàng hết. Tôi bị ung thư là tại tôi, nên bây giờ tôi làm cho thân tôi bị một nhóm ung thư nho nhỏ. Bây giờ ta phải hồi phục lại, ta phải tỉnh lại, ta phải đi niệm Phật thôi, ta phải đến chùa hộ pháp mà thôi. Thấy chưa? À, lỡ gặp bây giờ lúc này buồn không, gặp thầy hỏi thầy ơi con bị ung thư rồi, trong lòng con mới hởm giờ cũng lo âu dữ lắm thầy ơi, thầy có lời gì khuyên con hay không? Những đức nói chết đi. Trời ơi, sao thầy đối xử với con như vậy? Con cũng thường cúng dường tam bảo dữ lắm mà sao thầy không có một lời gì khuyên con hết với thầy? Những đức nói thầy cũng chết nữa mà. Đúng không? Thầy cũng chết, con cũng chết, ai cũng chết, trong cuộc đời này sớm muộn cũng chết, chết sớm chết muộn đều phải chết, chừng nào đến lúc chết thì chết con à. Bây giờ con đừng lo, chừng nào nó chết con sẽ chết, còn bây giờ con sống, con hãy sống bình thường. Đúng không? Nói một câu thôi vậy mà giải thích cho nghe là được. Thì thấy bình tĩnh chưa? Quá bình tĩnh, quá bình tĩnh. Hiểu không? Những đức nói trong cuộc đời này nó lạ lắm. Cái thân bự gì đó, nhưng mà chỉ một cái một mụn nổi ngay đầu lỗ mũi thôi cũng sợ. Cứ là châm chích nó, cứ là ngấm nghía nó. Bình thường thì không sao, nhưng mà nổi một mụn ngay đầu mũi ngay cà má thôi, cái đầu đi qua đi lại mắt kiến cứ mày dùng cái thứ của mày đi ra cho tao. Rồi nó còn non xèo, nó nói phan đi,
tại da nó bị nhiễm một chút nên ta phì lên để nó ra hết cái chất độc đó, cứ để đi vài bữa thì ta lành lại cho. Mà nó không, tao không thích mày, mày đi ra khỏi cặp mắt tao, nặng mày bóp bị. Trong khi nó nổi mụn chưa đỏ quá mà bóp nó, bóp rồi xong ra ngoài trời trời sao mà đỏ dữ cái trời, thấy chưa, tự mình hại mình không à. Phải chi để y tín đi thì tự nó lành, mà nó còn non bóp nó một cái bữa sau nó mọc chỗ khác, thấy chưa, gọi là di căn, di căn mụn nó cũng di căn nữa nghe. Đừng có bậy bạ, đừng có đụng tới nó, nên ung thư đừng nên phá hoại. Không nên phá hoại thì nằm yên đó ngủ chơi, hiểu không? Còn phá là di căn. Như vậy thì người bị ung thư làm như thế nào mới không bị di căn? Tâm trạng, dùng tâm trạng hoan hỷ vui vẻ để nuôi tế bào ung thư này trở lại bình thường thì không bị di căn. Như vậy thì người bị ung thư, cách nào đặc biệt nhất để trị bệnh ung thư? Ăn chay trường, niệm Phật, tâm vui vẻ, đây là cách trị liệu đặc biệt nhất. Nhớ nghe quý vị, 100% luôn. Chúng ta nói đây là người niệm Phật đi, còn những người không niệm Phật quý vị cứ đi trị cái gì, chuyện của quý vị, nghe không? Là tôi nói đây là tôi nói những người đang đi niệm Phật đến đây, tôi nói ở đây, được không? Đó. Ôi ôi cái buổi giảng này sao nó sung gà tre dữ vậy ta. Hiểu chưa? Bởi vì mình nói một câu thật lòng mà nói cho đúng là đáp lại tình nhau. Quý vị ngồi, quý vị không bị thiệt thòi chút nào đâu. Ở trên đây nó thật sự cũng khô cuốn họng. Quý vị thì đau chân, tôi thì đau cổ. Quý vị đừng có bao giờ nói ông ngồi ngon quá, tôi nói thật sự quý vị nói được như tôi không? Nó đau cổ mà chết, nói một chút mà không ra tiếng. Hiểu không? Bây giờ quý vị coi nội mà cái micro này như Đức cầm thôi mà cái tay như Đức nè, cứng ngắc luôn rồi nè, thấy chưa? Nặng quá. Quăng hoài, quăng hoài hết trơn rồi quý vị thấy chưa? Nó nặng quá quý vị. Không phải là nói âm thanh nặng, mà nói là micro nặng. Trời ơi, vừa nói âm thanh nặng cho nó hú. Thấy chưa? Nên, không quý vị biết rằng cái cây micro này nè, cầm nó nặng lắm quý vị. Cầm một chút cái tay như Đức mỏi dữ lắm. Không phải giỡn đâu. Mà nhờ như Đức nói chuyện hứng quá, như Đức quên mất tiêu quá. Nó lâu lâu như Đức buông cái vị, thấy cái tay như Đức không? Nó cứ bóp 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 như này, tại vì nó mỏi quá. Thấy không? Đó nên chuyển tay mới được. Không, cái này là nhà Đức nói thật lòng, là quý vị thấy mà cảm thông nhau. Chúng ta đều có cái khó. Thêm cái nữa mà nhà Đức nói chuyện gì nè, cái micro này nó hút hơi nhà Đức nhiều lắm quý vị. Hút hơi rất là nhiều, không giỡn đâu. Nên nhà Đức quý vị thấy thường bị ho, thấy không? Chắc tương lai tôi sẽ không được sống bao lâu nữa. Rồi có một ngày nào đó cổ tôi cũng sẽ ung thư. Đối với tất cả mọi người tôi sẽ không nói được gì. Chỉ còn gặp nhau. Nếu như một ngày đó xảy ra thì sao? Chúng ta cười với nhau một cái là được rồi, đúng không? Cười một cái niệm câu ấy là Phật là được rồi. Nói gì nữa giờ? Không còn nói được. Vì xài dữ quá, một ngày nào không còn xài được nữa. Nhiều cô Phật tử nói, thầy ngày xưa nói chuyện ầm ầm, coi cái video này nè, coi lại. Nhìn thầy bây giờ nhớ lại ngày xưa tội nghiệp thầy quá, trời ơi trời. Thầy xưa giảng ầm ầm lại, Bồ Tát Quán Thế Âm mà. Nhật tâm đành lễ Nam Mô Hải Triều Âm. Bây giờ con nhìn lại thầy, con thấy trời ơi. Đau lòng với thầy quá. Đừng đau lòng, có gì đâu mà đau lòng. Về cực lạc gặp nhau ngon hơn, có gì đau lòng hết chứ. Hiểu chưa? Bây giờ xài được thì xài cho tới bờ tới bến đi, xài cho nó đúng đô. Tại vì sao? Bây giờ mà không xài, mai mốt muốn xài xài không được. Hiểu chưa? Bây giờ muốn tu thì tu đi, mai mốt có khi tập trung tu gì, có khi không được rồi sao?
Trong cái cuộc đời con người chúng ta, quý vị biết rằng là đến và đi, tập trung và xa cách, bèo hợp, bèo tan là chuyện của bèo. Chúng ta không có gì phải buồn hết trơn, đúng quý vị? À, vậy nó mới đặc biệt nghe. Ta nói kẻ biết thờ là trang tính kiệt, con người đã biết được cái sự việc của nó, đang làm được việc tốt thì làm đi. Đó, bây giờ những đức đang là gọi là gì? Phát động chương trình tu, nuôi người già và thưởng các nhà, mình rủ người già về ở. À, thấy không? Nên các cô mà sùn sồn chồng bỏ chồng chê là yên tâm. Từ hôm nay là có bên đậu rồi. Con thiền này không có bơ vơ đâu mà sợ. Hiểu không? Biết được chùa chúng ta là quý vị đã có bến đậu rồi. Hiểu không? Gặp được Phật Pháp là chúng ta không bao giờ bơ vơ đâu quý vị. Quý vị nhớ nghe. Dù tất cả con người ai cũng bỏ rơi chúng ta, nhưng chỉ có Đức Phật A Di Đà không bỏ. Không bao giờ bỏ. Người mà nghe được tịnh độ, người mà niệm Phật là người chắc chắn một câu là không bao giờ cô đơn. Nếu như quý vị là người niệm Phật mà nói hai chữ cô đơn thì thất bại quá. Thật sự quá thất bại. Người niệm Phật là không bao giờ cô đơn. Vì niệm Phật đi đến một ngày nào quý vị sẽ thấy không bao giờ cô đơn. 100% không bao giờ cô đơn. Chính những đức thấy rõ ràng, có khi những đức ngồi một mình nhẵn cười luôn, giống như thằng khùng vậy đó. Okay. Ai nói gì mình nói, miễn mình cười là được rồi, câu chuyện. Hiểu chưa? Từ nơi đó quý vị biết rằng cái cảm giác này quý vị sẽ hiểu được cái niềm vui nó cỡ nào liền. Trời ơi, cái pháp môn tịnh độ này đúng là nói hoài nó cũng không hết. Mà cái giờ này là cái tông nó đang dữ dằn lắm. La lên cái mà cái bà phía sau mới giật mình. Bà nói rằng la nữa đi thầy để con đỡ buồn ngủ. Cái môn giảng này nó quan trọng lắm nghe quý vị. Cái môn giảng pháp môn tịnh độ này, ngày xưa những đức nghe thầy ở trên Đà Lạt ông giảng á, là mỗi lần ông hét một cái là người ta đỡ ngồi buồn ngủ. Những đức lúc đó hét không nổi, nhưng bây giờ tôi hét nổi à. Hiểu chưa? Đó. Nên từ nơi đó mà ngồi nghe một tiếng mấy đồng hồ, bây giờ là 10:20 rồi. Hồi nãy là 18:30 lên đúng không? Bây giờ 10:20 rồi, gần 2 tiếng đồng hồ. Gần 2 tiếng rồi đúng không? Chỉ có một miếng mồ hôi đổ rồi thôi. Không đỡ nói. Thấy chưa? Đúng là cái la show tuyệt vời. Đúng là cái la show chúng ta đặt tên gì phải không? Tại vì có một mình hát, nên bài hát này gọi là gì? Tình đơn côi. Một mình hát. Ở dưới là người ta nghe thôi, còn mình có một mình hát rồi, hiểu chưa? Nhưng mà đúng là nghe cái bài hát A Di Đà Phật này nó đẹp gì đâu. Vì thấy không? Tuy là một mình mà không cô đơn. Không bao giờ cô đơn. Nên Thiện Đức nói ai cô đơn về chùa mình, không cô đơn 100%. Nhớ nghe, quý vị nhớ nè, đừng bao giờ cho rằng có đôi có cặp mà không cô đơn. Có đôi có cặp vẫn cô đơn, một mình vẫn cô đơn. Người học Phật cầu sanh cực lạc không cô đơn. Không cô đơn, chắc chắn luôn. Vì sao có đôi có cặp mà cô đơn? Vì sợ mắc nhau nên cô đơn. Một mình vì sao cô đơn? Cầu có đôi có cặp mà cô đơn. Tại sao một mình niệm Phật mà không cô đơn? Vì muốn sanh cực lạc nên không cô đơn. Trời ơi, quá tuyệt vời. Nó nên ai mà cô đơn, ai buồn chán, ai xấu xí, ai nghèo nàn, ai bị bệnh hoạn mà còn đi được là ở đây. Đúng không? Là đây mỗi tuần thứ bảy chủ nhật nghe. Rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời quý vị sẽ tươi mát liền. Những cái điều chia sẻ này nó giúp cho quý vị tươi mát lại liền. Có những cô ban đầu ngày xưa mới đi đến đây nhìn cái mặt héo queo. Nào là buồn vì chồng, buồn vì con, buồn tùm lum.
Nhưng mà đi đến đây không biết nó dùng loại nước gì mà tưới mát. Quý vị biết bữa đó có ông chồng đến gặp những đức, ông nói tôi hỏi thầy, tại vì ông đâu có học Phật đâu, ông nói tôi hỏi thầy, tôi thấy cái sự lợi ích mà vợ tôi từ khi đi đến chùa này, tôi hỏi thầy trả lời cho thật. Những đức nói bác hỏi đi, tôi trả lời thật cho nghe. Thầy dùng cách nào mà thầy làm cho vợ tôi đẹp chồng? Hỏi ngộ ghê. Thì như Đức có hỏi ông lại, như Đức hỏi dạ thưa bác, như vậy thì tôi nói tôi làm cách nào cho vợ bác đẹp thì bác làm theo đúng không? Đúng không? Mình phải trả lời lại, hỏi lại đúng không? Thì ông nói đúng, thầy hãy chỉ tôi đi để vợ tôi ở tại nhà tôi cũng làm được. Ghê không? Không cần phải đi đến đây nhờ thầy làm. Nghe mấy câu này thấy ớn quá. Xong mình mới nói rằng phương pháp vô cùng đơn giản, không cần phải đi học ở đâu xa, chỉ cần nghe qua vài chiêu là đã làm được rồi. Thì ổng vô cùng kinh ngạc, quý vị nói trời trời sao nghe ông thầy nói ớn quá trời, chỉ có vài chiêu thôi. Xong ổng nói như vậy thì tôi lắng tai nghe thầy hãy nói đi, tôi đang tức mình quá đây. Cuối cùng những đức nói đơn giản thôi bác, vợ bác mà về đây đẹp là vì vợ bác được cởi mở tâm tư. Nói trời ơi trời, cái cởi mở tâm tư là sao? Nói vậy trước khi bác muốn cởi mở tâm tư cho người khác thì bác hãy cởi mở tâm tư của bác đi. Mà xong rồi cuối cùng ông hỏi tôi chưa hiểu. Thì những đức nói như vậy thì bác còn chậm tiêu dữ lắm, làm sao cởi mở tâm tư cho bà được, bà đã nằm cái dạng thâm niên rồi bác hiểu chưa. Bây giờ bác muốn giúp bà thì bác hãy đi đến đây để học tôi, có thời gian. Cuối cùng dẫn ông chồng đi đến đây luôn, và bây giờ ổng đang ngồi đây. Ghê chưa? Kinh khủng như vậy đó quý vị. Tại vì ổng muốn học cái môn đặc sắc để ổng về ổng giải quyết vợ ổng. Bây giờ ông nghe ông biết cái môn nào rồi đó. Thấy chưa? Tôi nói cho mà biết, vợ ông đi đến đây không mắc một miếng thịt, không rớt một cọng tóc, mà vẫn đẹp. Không tốn tiền, không cần thẩm mỹ viện, không cần cắt mắt, mắt cắt mũi, cắt miệng, không cần phải độn tùm lum, nhưng vẫn đẹp luôn. Quý vị nhớ nghe, cái câu vật hiệu này nghe quý vị, nó điều tiết cho quý vị từ cái tâm, nó điều tiết cho quý vị, nó nắng nó quý vị lạ kỳ. Nơ nào mỏng thì nó về. Quý vị biết nghe. Phật nói mà tướng vô tâm sanh, mà cái tâm niệm Phật, cái tâm an lạc nó nắng nó quý vị, điều chỉnh quý vị từ 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 lại. Bây giờ quý vị coi những đức có thẩm mỹ viện không? Đi coi đi. Hô nè, ngày xưa là cái mỏ nhọn quét, bây giờ chu ra cũng không thấy nhọn nữa. Coi đó, rõ ràng câu vật hiệu nó nắng nó mình từ từ, đâu có niềng răng niềng gì đâu. Ngày xưa răng nó đưa cái gì nè, vậy mà niệm Phật không biết sao từ từ nó không. Vì thấy chưa, Nhân Đức nói 100% câu vật hiệu này tự điều chỉnh luôn, nên bác cứ về niệm Phật đi. Thì ra là cái tuyệt chiêu như vậy đó, vài chiêu như vậy thôi chỉ có vài chiêu như vậy thôi, chỉ có A Di Đà Phật thôi, bác đừng có hiểu lầm nha. Không, nhiều người người ta vừa nghe, nếu mà ai mà cắt công đoạn này bắt tử nghĩa là chết queo liền. Cắt công đoạn này một chút xíu 2 phút thôi là như Đức chết queo.
mà không ai biết được cái đoạn sau những đức giải thích làm sao. Thì thấy không, nguy hiểm chưa, nên đừng có cắt những buổi của những đức nữa. Để cho tôi sống đi. Thật sự mà nói thì tôi cũng muốn giúp cho người ta vui một chút, rồi tôi nuôi người già tôi. Chứ tôi đâu có muốn cái gì trong cuộc đời này đâu, đúng không? Bây giờ mấy cô cứ nghĩ đi, từ khi mấy cô biết những đức tới giờ 8-9 năm nay, có cô nào mà những đức qua lại đâu, có cô nào mà những đức gặp mấy cô riêng đâu, chưa bao giờ những đức đi chơi với mấy cô, đi uống cà phê gì mấy cô một lần nào, mà cũng chưa bao giờ đi đến một khu du lịch của Phật giáo nào mà đi, đúng không? Chưa từng bao giờ đi đâu. Vì gì thì như đức đâu có đòi hỏi, đâu có chi cầu cái gì trong cuộc đời này đâu. Nhưng mà vì mình học Phật, mình muốn nói chuyện cho người ta vui, để người ta cảm thấy rằng mỗi một tuần người ta đi về đây người ta được vui, để người ta cởi mở tâm tư, người ta thấy Phật pháp nó hay, rồi mình mới đem Phật pháp mình dẫn dắt người ta từ từ. Mấy ông ơi, hiểu chưa? Thật sự mà nói thì tôi cũng đâu có muốn lôi kéo ai đâu trời, hiểu không? Nhưng mà vì cái duyên niệm Phật, nói chuyện thu hút, ta thích, thì mấy ông cứ niệm Phật đi, thì người ta đến nơi đó thôi, đúng không? Chứ bây giờ nói bây giờ người ta thu hút hết trơn, người ta về đây hết rồi, thì thấy vậy cái người ta tôi có biết gì đâu, không? Về đông nấu cơm còn cực nữa, chứ đâu phải khỏe sung sướng gì đâu, hiểu không? Nhưng mà người ta về thì mình phải nhiệt tình, đúng không quý vị? Về thì phải nhiệt tình đó, hiểu không? Chứ thật sự mà nói thì 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm những đức cũng cực dữ lắm quý vị. Ô vì đi lễ đi rồi quý vị biết liền, ai bây giờ lễ tôi cho lễ giảng 4 ngày lại 4 ngày đó, đi làm đi. Trời ơi, đừng có thấy cái thành quả đó mà nghĩ nó đơn giản quý vị. Ô mà không đơn giản đâu. Chua ăn lắm, hiểu không? Nên được một chút người ta khen chứ thật sự thì cũng lết bánh. Nó thật sự không đơn giản quý vị à. 4 ngày mà cái miệng mà la cần cổ họng nó chịu đựng, hét ầm ầm. Chứ bây giờ lễ nhẹ nhẹ mấy bà lễ đâu có nổi. Không lẽ bây giờ nhật tâm đền lễ Nam Mô Hải Triều Âm, mấy bà ngồi phía sau Quan Thế Âm Bồ Tát. Ôi ôi quý vị biết rằng mới vô thì nó tông nó nhẹ nhẹ, nhưng càng về sau nó càng lên cao lên cao lên cao, thì con người người ta nó hứng thú, nó lễ ầm ầm theo. Vì thấy cái môn lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà nó ầm ầm không, là do gì? Những đức phải dùng tâm lực, nguyện lực mạnh lắm mới làm được gì, chứ đâu có đơn giản đâu trời. Nếu mà không có sức thì sao mà niệm như vậy đâu, không có dễ đâu nghe, khó lắm á. Nội mà sướng một cái nha quý vị biết rằng á, những đức quỳ xuống một khoát nghe, cặp mắt những đức có nhìn bao nhiêu dòng chữ với đó, mà nhìn 500 danh hiệu là cặp mắt quý vị hoa mắt luôn. Nhìn một phát biết cái dòng chữ là chữ nào, vừa xong keng những đức lại xuống cùng như là đi đánh giặc. Còn quý vị thì có thời gian, quý vị còn từ tốn, đúng không? Còn những đức thì ập ập keng đứng lên. Tại vì sao những đức phải nhanh không quý vị? Thì vừa lại xuống tranh thủ bật người lên keng đứng lên, thấy không? Mà 500 danh hiệu như đức rẹt 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 gì, thêm gió thổi nữa, gió thổi dây bay cuốn sổ bay, hiểu chưa? Bây giờ phải chú tâm từ hàng này số mấy số mấy số mấy, gió thổi một phát phải nhớ được con số để quay lại, không giỡn đâu nghe quý vị. Nếu không nhớ con số đó nó bay một phát mày đi kiếm hả? Nó lại được 300 danh hiệu và nó quay là 250 danh hiệu, chứ mấy bà giết tôi quá. Em bảo nó chậu là chậu thầy ô thầy, 250 lại mất hết 50 rồi kìa. Những đức nói không phải đơn giản nha quý vị, phải nhớ từng chút từng chút từng chút, từng đoạn luôn, hiểu chưa? Không dễ đâu nghe. Nhưng mà thật sự mà nói thì mình cố gắng, mình hướng dẫn ta tu thôi. Những đức nghĩ rằng mình phải nhiệt tình cố gắng quý vị, nên từ nơi đó mà chúng ta hết sức quan hỷ nhau quý vị ơi, thấy không? Nhiệt tình hết mình, nên như đức nói nghe díu Quan Âm kỳ này. Nhưng đức nói ông thật sự mà nói cái đội ngũ của mình rèn 8-9 năm nay đúng là hiểu bài bản ghê.
quá hiểu nhau luôn, quý vị thấy chưa? Nên những Đức nói nghe, năm nay tôi chọn một số bà trưởng đoàn, chọn mấy bà đó, cho mấy bà phía trên, cho mấy bà lao phụ tôi. Hiểu chưa? À, mấy bà này cũng chịu la lắm chứ không giỡn đâu nghe. Phải la cho dữ dằn chứ đừng có quen đem bột tía. Có cái năm quý vị thấy mắc cười không? Mình ở trên mình niệm hoàng chết vậy đó, mà mấy cái bà ở kế bên không biết cái mấy bà này mới đến, chưa hiểu nhau. Mình sướng muốn hàng chết luôn, bả ở dưới quen thì em bột tê. Mình quay lại mình nhìn mình nói tại sao mình sướng câu nữa, bả tiếp tục quen thì em bột tê. Mình nói trời là trời, cái máy tôi liếm mà bây giờ tép hoài. Mình điểm lớn lên cho tôi một cái coi. Bà kéo tôi lại hoài, tôi niệm lên rồi tôi sức ha, dùng sức tôi niệm lên rồi bà ở dưới rồi cứ kéo lại hoài. Quan thì em bột tét. Xong những Đức quay qua, Đức nhìn bà thử có bà hiểu mình không. Mình quay nhìn ý là bà niệm quán em Bồ Tát lên á, bà đừng có tép tép hoài. Mình quay là mình nhìn bà, mình nhìn. Rồi xong bà ở dưới bà làm, bà hỏi lại bà nói cái gì? Cái gì? Hỏi cái gì? Nó trời là trời bà này. Đang lễ Bồ Tát mà bà có gì? Xong mình sướng câu nữa, bà quay lại bà quan em bột tét. Mà cái mặt tét thấy ghét lắm, chứ sao kỳ cục thấy ghê. Cái kiểu như mà thà bây giờ quan em Bồ Tát dễ thương đúng không? Còn này quan em bột tét. Mình chút mình nói thôi tôi bỏ qua bà này tôi mới lễ được. Để quay qua nhìn bà đi. Nhìn bà gì bà nói bà làm nè. Giống cái cười ngao nghệ. Gặp nhiều trường hợp lắm quý vị, không đơn giản đâu. Gặp rất nhiều trường hợp. Nên sợ cái người bên cạnh mà họ kéo mình lắm. Có những người thì họ đẩy mình lên, mà có người họ kéo mình xuống không mà. Nó có một lần mà lễ bởi như Đức sau này như Đức kinh nghiệm, như Đức kêu mấy chú ông đứng á, ông đứng cái chỗ này ông canh. Có một lần cái bà kêu mình đang lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, mà cái bà bà bận quần đùi bà lỡ ngay cái mặt mình bà lễ. Đúng là Bồ Tát Quán Thế Âm thử thách làm sao mà kỳ cục, bà lễ ngay trước mặt mình, mà chắc cái bà này bà chưa biết tu gì. Bà lễ thì như mấy cô thì biết lễ, mấy cô còn ngồi sát xuống, mấy cô lễ nó nằm vẹp xuống. Còn cái bà này bà không biết lễ, bà chơi bà đưa nguyên cái mông lên chờ chơi vậy đó, mà bà chơi úp vô cái mặt mình không à. Trời ơi, tại mình lễ dưới, bà chơi trên ập xuống. Bà lễ mỗi lần lễ rồi anh nhổng cái mông nó lên. Không, cái môn lễ này phải biết nghe. Khi quỳ xuống là phải ngồi xuống ngay chỗ mắt cá, rồi nghe tiếng keng giữ cái mông được ngay mắt cá, mà lễ xuống thì nó đặc biệt lắm. Chứ đừng có mỗi lần mà ụp cái mặt xuống thì cái mông hiểu không? Lễ gì xấu lắm. Mà bận áo chàng thì còn đỡ, còn bà này phải chơi quần đùi. Thì mình cứ là ngoắc ngoắc mấy chú, mà mấy chú ổng cứ là ổng thấy mình ngoắc ngoắc cái ổng quay lại, ổng tưởng đâu là mình kêu ai á. Mà nói trong bụng đúng là Bồ Tát thử thách ngay trước mặt luôn, lễ từ đầu tới cuối. Mà bà lễ một chút ấy, kiểu ra mồ hôi á, bà ngứa. Trời là trời, chơi cái đó đó trước mặt mình, mình lại muốn ăn chết luôn. Mình cố gắng mình nhìn Phật, nhìn vô đây nhìn Phật để mình nhiếp tâm mình lễ. Thì mình vừa nhìn Phật thì bà gãi. Mình nói trong bụng thôi được rồi, tôi hy sinh về bà luôn. Tôi nói thiệt, tôi coi bà như Phật luôn. Tôi nói thiệt. Không, có nhiều trường hợp nó kỳ cục lắm nghe quý vị. À, bởi vì mình đi chùa mình cũng coi trước coi sau một chút. Nó nói trước mặt quý thầy, tội nghiệp quý thầy. Chơ gì đâu mà chơi kỳ cục tới ghê. Không, mà từ đầu tới cuối bà gãi đâu mười mấy lần. Tại vì sao? Vì ngay trước mặt mình mà kêu không mở mắt nhìn thì sao mà đọc chữ. Mình mở mắt mình nhìn, mình đọc chữ muốn ăn chết. Mình vừa mở mắt lên để nhìn Phật thì thấy bả. Tôi sợ quá. Nên sao đây? Sau này đặt trách cho mấy chú đứng trước mặt luôn. Vừa mới thấy bà nào nhõng nhõng lên là đẩy vào bên. Hiểu chưa?
sau này mà mấy chú mà ông lựa người, ông đặt trách phía trước những đức là toàn mặc áo chàng không, văn chuyên nghiệp chứ không có đưa mà văn nghiệp dư vô nữa. Hiểu không? Nói quý vị thấy không, đây là một cái bài học kinh nghiệm khi mình đi chùa. Hiểu không? Dù mình có lễ gì nhưng mà trước quý thầy mình cẩn thận, lỡ mình có ngứa quá đi chăng nữa cố gắng chịu đựng, chịu đựng. Còn hoặc mình có gãi thì mình lén lén đi chỗ khác, hoặc là mình canh canh quý thầy vừa lại xuống mình gãi một cái liền. Hiểu không? Chứ mình chờ mà trời ơi, lúc mà ổng mở mắt to mình gãi không mà chơi ác quá. Vậy mà cái lần lễ đó những đức bỏ sót mấy câu, biết sao không? Phân tâm. Phân tâm mà nó chơi kỳ quá, bác gãi chúng mình phân tâm luôn, cuối cùng mình đọc lộn. Cái câu 350 mình dơ luôn 360 quá đấy bác. Cái bà này đúng là bà ép mình, bà 10 câu nên nói Phật ơi gia hộ. Lâu ghê mà bữa nay mới nhớ lại nhắc với vị nghe. Nhớ nghe cái câu chuyện này là câu chuyện giáo dục đó nghe, chứ nó không phải tầm thường đâu nghe chưa. Nên thôi mình đi đến chùa thì cỡ nào cỡ cũng có một bộ đồ lam, ít gì thì cũng một cái áo chàng. Mình đã đi đến chùa rồi, nơi nào thì phe được thì khoe. Nhớ cái câu nơi chốn tôn nghiêm xin đừng phe đùi. Hiểu không? Khoe đùi nơi chốn tôn nghiêm dễ bị ung thư lắm. Giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó hiểu thì biết đặc biệt lắm. Nên đi đến chùa cỡ nào cũng có một bộ đồ lam, áo chàng là đây là điều đơn giản nhất. Còn nếu bận đồ bình thường thì kính đạo, không sao ha. Thu nhiếp hết rồi. Nên căn tính nào cũng thu nhiếp được. Đây là cái pháp môn đại thù thắng đặc biệt. Nên mỗi một người chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật, chúng ta phải trân quý. Cái chỗ đặc biệt á, là mình đã tin rồi mà mình có chân thật mình hành trì hay không mới là quan trọng. Có nhiều người cũng nói tu tịnh độ nhưng họ không chịu hành trì, sao gọi là tu tịnh độ? Nói tin tịnh độ mà không niệm Phật sao gọi là tin? Quý vị biết rằng cái pháp môn niệm Phật này tuy là thấy đơn giản vậy đó nhưng tu nhiều người bỏ cuộc lắm á. Những đức mười mấy năm nay những đức gặp pháp môn niệm Phật, những đức thấy nhiều người bỏ cuộc lắm. Cái mà ban đầu là cũng háo hức dữ lắm nhưng cuối cùng là bỏ cuộc á, là ngay chỗ nào biết không? Không được bổ túc, không có một người nhắc suốt luôn. À, tất cả những người tu tịnh độ quý vị nhớ nha, nếu như tu tịnh độ mà chi cầu cái cao xa là bỏ môn tịnh độ chắc chắn. Đi tìm kiếm cái cao xa và muốn học nhiều văn tự là bỏ tịnh độ liền. Tại vì cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn hành trì mà đi từ lòng tin, chỉ có vài công đoạn mà nhắc hoài mà ít có người mà chịu làm điều này lắm. Ít có người chịu làm điều này lắm. Cả người ta giảng pháp nếu mà nhắc hoài vài câu thì nghĩ rằng những họ là người không hiểu biết, không có trí thức. Nên người ta nghĩ người ta phải là có trí thức nên người ta phải nói làm sao đó cho nó cao xa, cho nó quyền bí. Nó cứ thay đổi mới hoài. Đó cũng là nằm cái ngã quý vị. Tại vì sự hành trì của chúng ta là chưa có hành trì được cái gì chứ á. Mà muốn chi cầu cái việc mà niệm Phật làm sao đạt được cái công phu gì đó, không có công phu gì hết. Cái công phu niệm Phật chúng ta là cái công phu để cho Phật rước á. Chứ chúng ta thì không có cái thứ gì chứ á.
Giống như bây giờ chúng ta đi đến một con sông thì chúng ta leo lên chiếc thuyền đưa qua sông. Pháp môn tịnh độ là pháp môn lên thuyền qua sông. Pháp môn niệm Phật là pháp môn lên xe về thành phố. Vậy thì quý vị muốn, quý vị phải niệm Phật, quý vị có công phu gì, đạt cái gì, đừng có chi cầu cái đó, thì là người sẽ niệm Phật cả đời. Còn người mà muốn đi chi cầu việc cao xa là đa phần đều bỏ tịnh độ. Tu dài 3 năm đa phần đều bỏ tịnh độ hết. Những đức đi con đường này hơn 14 năm rồi nè. Quý vị hỏi là những đức là niệm Phật được cái gì? Những đức nói không có được cái gì chứ, chỉ được nuôi bà già thôi. Rồi được làm máy niệm Phật cho người ta đeo, người nào cũng đeo máy niệm Phật hết á. Rồi được cái gì nữa? Đem cái pháp tu chia sẻ cho người ta, rồi tặng tượng Phật từng nhà, rồi đem pháp môn tịnh độ cắm vào từng nhà. Sau này lỡ có dịch bệnh hay cái gì không đi đâu được, ở nhà vẫn tu được. Được vậy thôi. Thì nhớ nghe, đối với môn niệm Phật này càng đơn giản thì càng tu cả đời, không bỏ cuộc. Mà càng đơn giản thì càng thâm nhập, càng đơn giản thì càng thấy vô cùng quyền bí. Nhưng mà cũng không muốn nói cái quyền bí đó luôn. Vì nói quyền bí làm chi? Để cho người ta hiểu lầm mình dụ chúng. Hiểu không? Chúng ta cứ niệm Phật thôi, đem câu Phật hiệu áp dụng vào cuộc sống, đơn giản thôi. Nhớ, cái pháp niệm Phật này là cái pháp hiểu và thiện căn phước báo nhân duyên đối với cái pháp này là vậy. Mà thiện căn phước báo nhân duyên đối với cái pháp này á, là do ngay chỗ cái duyên nhiều đời nhiều kiếp đã tích lũy thì mới tu được cái pháp tịnh độ này, mà tu cả đời không bỏ cuộc. Quý vị nhớ rằng á, thầy của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không á, thầy Lý Bỉnh Nam phải chịu bỏ thời gian hơn 20 năm á. Mà mỗi lần gặp Ấn Tổ là Ấn Tổ đều gầy á. Thời Ấn Tổ còn tại thế, thầy Lý Bỉnh Nam là đệ tử của Ấn Tổ. Nên Ấn Tổ ngày nói cứ đi học đầu này đầu kia, dòng do tam quốc nhiều quá, tại sao không niệm Phật đi. Ấn Tổ ngày gầy rất nhiều lần, bỏ thời gian hơn 20 năm ông muốn quy hướng niệm Phật. Hòa Thượng Tịnh Không hơn 9 năm, tuy là giảng kinh thuyết pháp, giảng nhiều bộ kinh lớn, nhưng thầy Lý Bỉnh Nam nói sao ông không chịu niệm Phật đi, không giảng tịnh độ đi. Hòa Thượng Tịnh Không thì nghĩ rằng mình là phải giảng những bộ kinh thiệt lớn. Nhưng khi giảng kinh Hoa Nghiêm mà đến những công đoạn mà thiện tài đồng tử đi tham học 53 thiện chí thức xong cũng quy hướng niệm Phật cầu sanh cực lạc, rồi Phổ Hiền Văn Thù đều niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì Ngài tự hỏi lại mình là ai mà không niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thì thấy không? Cái pháp mà nhìn thì đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Nên có một đoạn mà chư tổ sư dạy này, nhắc nguyên văn với vị nghe để kết hợp cái đề học này để mà chia sẻ nè. Một câu danh hiệu Phật trong Phật giáo, pháp tu đơn giản nhất chính là một câu A-di-đà Phật. Pháp tu sâu xa nhất cũng là một câu A-di-đà Phật. Rất đơn giản, chỉ dành cho hạng người buôn bán nhỏ, người bình dân, kẻ tôi tớ. Quá sâu xa thì trên đến Bồ Tát đẳng giác cũng không thể hiểu hết. Một câu A Di Đà Phật cũng rất đơn giản, rất sâu xa, tột cùng viên mãn nhưng thuần thục, hết sức bình thường nhưng quyền diệu, dễ hành trì nhưng cũng khó giải thích. Một câu A Di Đà Phật là mục đích chủ yếu mà Phật thị hiện nơi cõi đời ô trược này, cũng là đại pháp vô thượng thông suốt, bản nguyện của Đức Phật. Đó cũng là tinh hoa chí tột của ba tạng giáo điển. Một câu A Di Đà Phật vượt lên tất cả pháp giáo thuyền mặc và luật học, nhiếp hết tất cả các pháp môn. Người mà có thể tin tịnh độ đến mức mà bỏ mạng mình cũng tin thì quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Cái thiện duyên của họ không đơn giản chút nào. Nên người mà bỏ tịnh độ thì Phật nói đơn giản quá, bình thường. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không người nói người mà tu tịnh độ bỏ tịnh độ bình thường. Vì sao? Trong kinh Vô Lượng Thọ vị tụng mới để ý đi.
Người không đủ thiện căn phước báo nhân duyên không tin pháp này. Pháp này tuy đơn giản bình dị nhưng là lại là pháp khó tin. Vì quá đơn giản bình dị nên mới khó tin. Người ta phải học, phải làm bao nhiêu thứ gì đó, người ta tu cực khổ vô cùng, cái quả báo được có một chút. Người này chỉ có niệm Phật rất đơn giản như vậy, mà khi được Phật A Di Đà tiếp dẫn về thế giới cực lạc thì họ là nhất sanh bộ xứ nhất Phật thừa. Cái địa vị của họ ngang cùng với Bồ Tát Di Lặc. Suy nghĩ cỡ nào chưa? Một con người bình thường như vậy nè mà niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc là địa vị như Bồ Tát Di Lặc, là nhất sanh bộ xứ. Có nghĩa là bất cứ một quốc độ nào thì quý vị cũng sanh đến đó đi độ sanh. Quốc độ nào không có Phật thì người này có thể thị hiện đến đó đi độ sanh. Khả năng như vậy đó. Mà một con người bình thường như chúng ta mà niệm Phật sanh về cực lạc đạt đến trình độ như vậy, trong khi bỏ tịnh độ mà tu các pháp khác thì phải dùng thời gian là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Con số này những đứa cũng không biết nó bao nhiêu nữa, nó dài quá, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà pháp môn tịnh độ này là pháp đơn giản bình dị và cũng rất là sâu xa. Đúng rồi. Nên từ nơi đó mà chúng ta gặp pháp môn niệm Phật này là cái pháp cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh nè. Nhớ nha, cái pháp này là cái pháp cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh nè. Mà quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ, cái pháp môn tịnh độ này phải rõ ràng rằng là rất dễ đi vào lòng người, nhất là trong thời cuộc này luôn. Có người hỏi chư tổ sư rằng vì sao các ngài phải tu thiền tu mật rồi đi học giáo lý đồ quá nhiều rồi cuối cùng các ngài mới đi niệm Phật? Thì chư tổ sư nói rằng vì cái thời cuộc này á, là từ tượng pháp đến mạt pháp sát nhau quá. Có nhiều người trong cái thời cuộc của chư tổ á, là nhiều người người ta học thiền học mật, người ta đạt tới trình độ thiền định sâu lắm. Nếu như các ngài muốn hoàn truyền tịnh độ mà không có khả năng đạt được như những người đó mà hoàn truyền tịnh độ thì người ta không bao giờ tin. Nên như Đại sư Liên Trì, thời của ngài rất nhiều người chất vấn ngài vì sao như là một vị được truyền y bát nơi thiền tông mà lại quy hướng niệm Phật, mà khi đi đến Lô Sơn nói rằng ta không biết gì hết. Người ta đến cầu pháp, ngài nói ngài không biết một cái gì hết chứ. Cuối cùng cầu quá cầu thì ngài nói rằng vậy tôi làm gì làm theo nấy nghe. Ngài cầm cái mỏ nhỏ nhỏ, ngài đi gõ niệm Phật thì đi niệm tới đâu thì người ta đi theo niệm tới đó. Quý vị thấy không? Đại sư Ngẫu Ích thì cũng là bậc tu hành thiền tông đạt đến đại ngộ, nhưng khi gặp một chặng bệnh thì không giải quyết được vấn đề sanh tử. Ngài quy hướng niệm Phật là khi ngài coi sách của Đại sư Liên Trì, thì lúc đó ngài phát lòng tin ngài niệm Phật thì ngài nói rằng một vạn con trâu kéo ngài kéo cũng không nổi. Ý có nghĩa là ngài đã hiểu rồi, cái pháp này quá thù thắng nên ngài niệm Phật không có ai dao động được tâm ngài, nên ngài nói một vạn con trâu kéo cũng không nổi ngài. Như vậy thì muốn đi vào tịnh độ, quý vị phải nhớ người muốn tu niệm Phật này là người phải thật sự hiểu và phải nghe đơn giản nhất và phải đi vào hành trì thì quý vị mới dẫn dắt người ta tu tịnh độ. Nếu như mà quý vị chỉ dẫn người ta đi vòng vòng, quý vị chỉ gieo duyên cho người ta thôi thì thật sự không biết chừng nào chỗ quả. Vì gieo duyên đời này mà không đi vào hành trì thì khi qua một đời này đa phần chúng ta, quý vị phải nhớ, Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng không giảng sanh thì đọa địa ngục. Không giảng sanh thì đọa địa ngục. Câu này rất từ bi. Chỉ có một con đường chính nhất là chúng ta phải đi về cực lạc thôi. Chỉ đúng mục tiêu gì thôi. Nên nhớ, khi mà nhấn mạnh chỗ này rồi thì mỗi người chúng ta nỗ lực niệm Phật liền. Tại vì sao? Không giảng sanh thì đi xuống dưới địa ngục. Vậy thì bây giờ mình được cái duyên dẫn dắt người ta đi tu, mình nên dẫn dắt cho người ta tìm hiểu thêm về Phật Pháp, tìm hiểu thêm về tịnh độ cho sâu, để người ta áp dụng gia đình người ta mà tu được. Cái này mới hay. Thí dụ như bây giờ quý vị có thể dẫn dắt cho người ta biết Phật Pháp. Bây giờ quý vị không nói được, quý vị chỉ khuyên người ta niệm Phật không, người ta chưa tiếp nhận được đâu. Người ta phải thấy xác thực rõ ràng cái sự lợi ích của mình tu, rồi quý vị mới đưa người ta cái pháp tu, là người ta phải được bổ túc mỗi ngày nghe Pháp thì người ta mới tu được.
Tại vì người ta đã thâm nhập, người ta hiểu hoài, người ta được nhắc nhở hoài thì người ta mới tu. Còn nếu như vị chỉ có gieo xong bị bỏ đạo người ta thì kể như là xong, nó không bao giờ tiếp tục nó tu nữa đâu quý vị. Nên những ngày chủ nhật chúng ta gặp nhau mỗi tuần đó là động viên nhau tu. Cái việc này rất là quan trọng. Và từ nơi cái việc làm của những đức quý vị, tất cả trưởng đoàn đều làm được hết, đều làm được hết. Ở đâu phương xa, ở đâu gì, chúng ta chỉ cần tu xong nghe nửa tiếng đồng hồ một câu ai Phật niệm đến cùng, nhắc hoài mình niệm Phật như vậy thì tức khắc quý vị biết có kết quả liền. Nên quý vị, chúng ta có duyên với nhau tu tịnh độ. Mỗi ngày chúng ta nghe hai bài chia sẻ, một bài nửa tiếng đồng hồ gọn hơn, một câu ai với Đạo Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Hai bài chúng ta cứ học hoài vậy đó, cả đời mình học hoài đến chi? Về cực lạc thôi. Bây giờ chúng ta cao xa cái gì? Không cần cao xa. Chúng ta cao xa cũng không có gì đặc biệt cả. Chúng ta hãy đơn giản bình dị nhất, nắm chắc câu Phật hiệu. Quý vị vừa nghe cái đoạn văn những đức đọc, quý vị nghĩ tịnh độ đạt đến trình độ gì thì biết rồi đó. Chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng thôi. Nên người thế gian này mà họ bài xích tịnh độ thì thôi quý vị khỏi cần nói tới nữa đi. Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng, Phật đẳng giác Bồ Tát còn chưa hiểu hết. Như vậy cái người mà bài xích tịnh độ thì quý vị biết cái người đó là ai rồi đó, biết họ là ai đến rồi đó. Nếu như là Phật thì tán thán Pháp Môn Tịnh Độ, nếu như là Bồ Tát thì tán thán tịnh độ, nếu như là Bậc A-La-Hán thì tán thán tịnh độ, nếu như là Tư Chư Tổ Sư thì tán thán tịnh độ, nếu như người niệm Phật thì tán thán tịnh độ, còn người không niệm Phật thì không tán thán tịnh độ. Hiểu không? Từ nơi đó cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn từ thiện căn phước báo nhân duyên mà đi vào. Quý vị dẫn dắt người ta học bao nhiêu thứ đi chăng nữa, nhưng nếu họ không niệm Phật thì đời này của họ cũng có khi cũng rớt vào tam đồ ác đạo. Nên chư tổ sư nói rằng học bao nhiêu lời hay của thế gian không bằng một câu Phật hiệu, làm bao nhiêu việc tốt của thế gian không bằng một câu Phật hiệu. Có nhiều người chúng ta bị nhớ nha, cả đi đầu này đầu kia hộ niệm mà sau này cũng rớt luôn á. Cho mà biết, nhiều lắm á. Đến gặp những đức nói nè, ban đầu thì háo hức vô cùng, ầm ầm vậy đó, nhưng rớt đó. Cả đi làm việc phóng sanh, đi làm từ thiện đầu này đầu kia, rớt luôn. Vì sao? Muốn lợi tha mà không tự lợi thì sao được. Cái tự lợi là bòi gốc, còn lợi tha là cành lá hoa quả. Mà muốn cành lá hoa quả phát triển thì bòi gốc phải cho sâu. Tại sao những đức luôn luôn duy trì cái chỗ là cắm gốc mục tiêu chuẩn luôn? Cắm gốc ngay đâu? Câu Phật hiệu này nè. Ngay câu Phật hiệu này nè. Cứ gầy dựng đi. Quý vị biết rằng cái pháp môn tịnh độ này là một cái pháp môn nhân sinh. Nên mỗi một gia đình, một con người học Phật là phải hiểu. Tuy là mình cầu sanh cực lạc, nhưng mình không có tiêu cực với ta bà. Hiểu không quý vị? Tại vì mình đang sống ở cõi ta bà mà mình không biết ơn ta bà thì làm sao có được cái việc vãng sanh về cực lạc. Bây giờ đang ở cõi ta bà đều có người giúp đỡ, ta chăm chích, ta hại vị cũng giúp quý vị chứ làm gì. Thì chăm chích hại mình là để gì? Tiêu nghiệp. Nghiệp không tiêu ở đây thì sao về cực lạc? Người ta làm điều đó là người ta bào mòn gai gốc giùm mình. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Có những người dù không biết tu nhưng cuộc đời họ quá khổ rồi, đến một cái trình độ tuổi già, khi họ gặp một sự cố gì họ nhẫn rất là hay. Họ nói với mình câu gì nè: thôi mấy chục năm khổ quá rồi, bây giờ có khổ thêm chút nữa cũng không còn tác dụng phụ gì hết. Không có tu á, nó không có tu gì hết trơn á. Mà đối với họ là cái khổ không có còn ảnh hưởng nữa. Thì quý vị biết nếu mình là người tu mà trong cái khổ đó mà mình vượt qua được thì quý vị biết quý vị trí tuệ cỡ nào chưa? Vì quý vị có cái hướng giải thoát. Còn họ là thôi, đã khổ quá rồi, hơn thua làm cái gì nữa.
sống cho hết một đời rồi chết là sống, nghe thấy không? Còn nếu quý vị mà có cái tu, mà có giải thoát, mà có được cái tâm như vậy nữa thì chắc chắn là quý vị thành tựu con đường này rất là cao, chắc chắn luôn. Nên tất cả những sự chăm chích, những sự đấu đá hơn thua mà đè dẹp mình chừng nào thì con người quý vị càng có tâm giải thoát mạnh chừng đấy. Nếu như quý vị là người có tâm tu giải thoát thì cái việc này quan trọng lắm. Bây giờ quý vị coi cái câu chuyện nghịch duyên đi. Vì coi câu chuyện nghịch duyên đi, quý vị sẽ biết à. Cái câu chuyện nghịch duyên, vì sao cái cô mà câu chuyện nghịch duyên đó cô thành tựu rất đặc biệt, là vì trong cái khổ mà cô tu, trong cái khổ mà cô tu được, cô đặc biệt, cô thành tựu rất là lớn. Vậy thấy không? Ăn chay mà chồng trở ngại vậy đó. Nó dùng mọi cách vậy, rồi nó bắt cô cầm chân heo cho nó giết. Mà còn hù thêm cái nữa, người cầm chân heo tội nặng hơn người giết heo. Thấy không? Mà cái vô cùng đặc biệt là gặp thiện chí thức nha. Gặp thiện chí thức người ta cỡ mở tâm tư. Cái đặc biệt là gặp thiện chí thức nó cỡ mở tâm tư. Khuyên cô không lẽ vì cái việc ăn chay niệm Phật mà gia đình cứ đụng chạm hoài. Thiếu nợ thì trả đi. Họ đâu có bụm được cái miệng, cái tâm cô niệm Phật đâu. Cô đã muốn niệm Phật, muốn sanh cực lạc thì nó càng làm cô khổ chừng nào thì cô càng muốn giảng sanh chừng đấy. Nghĩa là càng làm cho mình khổ chừng nào thì mình càng muốn giảng sanh chừng đấy. Thì mình cảm nhận rằng lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đúng. Ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết. Thì bây giờ quá khổ rồi, phải về cực lạc thôi. Đúng không? Đó. Bây giờ biết niệm Phật rồi, chồng nó đá bịch 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 bịch. Bắt đầu lúc đó cái tâm giảng sanh nó mạnh lên. Tại vì sao? Vì nó đá bịch 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 bịch. Mình không về cực lạc thì không lẽ bị đá hoài. Nếu bây giờ mình trách hờn nó, mình bực bội, thì nó đá đời này xong đời sau nó đá nữa. Mình thê thảm quá. Nên mình muốn về cực lạc là mình không muốn bị nó đá nữa. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà càng khổ chừng nào thì càng muốn giáng sanh chừng này. Là vì mình gặp cái pháp tu giải thoát, nên càng khổ thì càng muốn giáng sanh, càng khổ thì càng muốn giải thoát. Còn cái người mà không biết tu thì họ chấp nhận trong cái khổ để họ sống cho qua ngày đoạn tháng. Rồi khi mà họ nói rằng chết là hết, chết đâu có hết đâu, chết không có hết, chết nó còn theo cái quy luật mà tạo nghiệp của mình mà để tái sinh, hiểu không? Cái việc này cực kỳ nguy hiểm. Nếu như chúng ta bây giờ mà không gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì khi cơn vô thường đến bất tử một cái là có sự trở ngại liền. Khi cơn vô thường mà đến bất tử một cái là rất kẹt. Nhớ đó. Quý vị thấy ở ngoài bị coi động đất mà nhà sụp chưa? Đó. Sự nghiệp đó, thấy chưa? Tạo ra một sự nghiệp đồ sộ gì đó mà sụp xuống đó. Rồi hôm nay mình thấy người ta vậy, không lẽ mình không nghĩ mình vậy sao? Chúng ta đang ở trong cái quả địa cầu nhiều thứ lu bu mà. Chúng ta thở ra hít vào nó cùng một điểm mà, đúng không? Thì bây giờ á, người ta trước tới mình sao? Nếu như quý vị mà không lo tu thì quý vị nghĩ đi. Chúng ta là sống trong cái quả địa cầu, là quả địa cầu gì phải không? Cộng nghiệp. Cộng nghiệp nhân sinh. Cái sự mà quán thù, cái quán nghiệp á, nó bao phủ hết luôn rồi. Nhưng mà do nơi nào còn phước dày thì nơi đó chưa đến. Nhưng khi nơi nào mà phước mỏng thì xuất hiện nghiệp quả liền. Chỗ này phải tin đó nghe. Phải tin đó. Nó như giống như mình thấy cái người kia bệnh dãy tê tê, mình đang còn khỏe ngon lành, mình hồi quang phản chiếu, nghĩ lại mình, rồi mai mốt cái chuyện mình tê tê nữa vậy. Chứ đừng có nói chuyện giỡn chơi. Đã là cái cõi mà gọi là cộng nghiệp mà không tê tê. Hiểu được nguyên lý này rồi thì lúc nào cũng đề xướng niệm Phật, mót mỗi ngày. A Di Đà Phật cứ mót hoài, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, mà đeo không chưa được, phải bật lên. Hiểu không?
Đeo làm dây chuyền không thì không được. Ha. À, bật lên, mà ngồi đây thì khoan nó bật. Ngoài đường đâu đó, vòng vòng chỗ nào cũng bật lên. Để duyên với ai với Đạo Phật. Ha. À, vậy thì quá đặc biệt. Nên một câu Phật hiệu này đặc biệt lắm. Có nhiều người hỏi Nhân Đức, thầy ơi, thầy dạy niệm Phật là để cho lóc nhà này kia niệm sùm. Bây giờ công an thưa làm sao? Những Đức nói công an thưa thì bắt mấy người. Tôi khuyên mấy người niệm, để máy niệm Phật là tốt. Nhưng nếu mọi người chờ sớm người ta không chấp nhận thì bị bắt nhỏ suốt. Tại sao không chịu nhận thức? Người ta khuyên mình là tốt, nhưng mà khi áp dụng thì phải xem lại hoàn cảnh. Ở đây xung quanh không có nhà dân cư thì người ta bắt ầm ầm. Nếu như ở đây mà có khu dân cư mà người ta ở mà người ta kêu bắt nhỏ xuống thì phải bắt nhỏ xuống. Tuy là cái tốt nhưng mà người ta không dùng thì mình lo mình hưởng cái tốt đi. Ai mượn mình bắt người ta hưởng cái tốt mà người ta chửi mình. Chúng ta hãy hưởng cái tốt mà mình đang gặp được. Mình đem mình chia sẻ, nhưng mà mình đừng bao giờ ép họ. Chỉ cần gieo cho họ nghe một câu, họ kêu bắt nhỏ xuống, mình bắt nhỏ xuống, tự lương tâm họ sẽ hiểu. À, quý vị biết khi mình bắt niệm Phật mà bắt kêu mình bắt nhỏ xuống nghe, mình vừa bắt nhỏ xuống hoặc mình nghỉ bắt luôn, người đó sẽ ăn không ngon ngủ không yên vì cái chỗ kêu tắt niệm Phật đó. Quý vị biết không đơn giản á. Trời ơi, câu Phật hiệu niệm ở đâu là nơi đó có long thần hộ pháp xuất hiện ở nơi đó. Mà quý vị biết thà lớn quá chịu không nổi kêu nhỏ xuống nha. Nhưng mà khi mà quý vị nhỏ xuống họ, quý vị tắt luôn. Rồi là tức khắc họ thấy lạnh lẽo và lương tâm họ sẽ thấy rằng trời ơi, mình kêu tắt niệm Phật không biết có sao không chờ. Đầu quay ngược lại bắt đầu sợ. Mà người ta lại cảm giác rằng quý vị là người tu đặc biệt quá. Bắt niệm Phật mà kêu bớt nhỏ là bớt, kêu tắt là tắt. Nhà mình niệm Phật, họ không cần mà, mình bắt làm chi, bắt ầm ầm chi. Người niệm Phật phải là người bình thường, chứ người niệm Phật đâu phải là người bá trợn. Hiểu không? Đúng nơi đúng chỗ để áp dụng Phật pháp ta chia sẻ, mình nghe. Mình nghe rồi mình phải áp dụng đúng nơi đúng chỗ, vậy thì nó mới có trí tuệ. Giống như người ta nghe Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng pháp bu xả đi, tự nhiên tại vì người ta bán nhà bán đất cái người ta đi làm từ thiện hết trơn, thế cuối cùng cái đầu phước báo nó chưa hội tụ phải khảo đảo thêm một chập nữa. Cái lúc khảo đảo không có cái gì ăn hết chứ, cái đến gặp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không á, thưa rằng Hòa Thượng ơi, ngài kêu con buông xả, bây giờ con buông xả hết trơn rồi, bây giờ gia đình con đói quá làm sao? Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói, tôi kêu vì buông xả là buông tham sân si, buông cái chuyện dặn người để trong tâm, buông cái chuyện hại người khác. Còn cái hoàn cảnh việc làm thì phải bình thường, nhưng mà tạo ra điều kiện được thì tu phước tu duyên dưới cái khả năng của mình. Còn nếu đã buông chót lọt được thì dù có bỏ mạng cũng đừng có từ nan, như vậy thì làm. Còn nếu còn sợ thì làm vừa vừa thôi. Hiểu chưa? Phải giảng rộng ra một chút nghe. Vị nhớ Phật pháp ngày xưa, người xưa người ta không có giảng rộng, người ta chỉ nói mé mé thôi, vì hiểu đi. Quý vị phải động não mà hiểu. Người xưa người ta đủ trí tuệ để hiểu. Mình bây giờ cơm áo gạo tiền nó bù lại à, nên chúng ta mờ luôn à. Bù thì mờ. Đã là mờ rồi thì chúng ta không có còn hiểu nữa, nổi nữa. Thì bây giờ Phật pháp giống như là dán bài lật ngửa vậy đó. Chính là chính, còn bù là bù. Lật lên đi. Bây giờ con người ta không có thời gian để mà vạch bài nữa, nên chúng ta lật lên cho họ thấy rõ ràng. Hiểu không? Đó. Bây giờ Phật pháp nói chuyện là nói rõ luôn, nói nó xác thực rõ ràng, không có cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì cái đầu óc mà kiếm tiền nó đặt căng thẳng quá. Ngày Chủ Nhật vô đây đừng có để cho người ta phải suy nghĩ, thì người ta mới có nụ cười. Hiểu không? Đó. Chứ đừng nói mé mé nè, mất thời gian. Bây giờ chúng ta nói văn tự Việt Nam gọn nhất đó là bây giờ chúng ta phải niệm Phật để về cực lạc thôi. Vậy thôi. Mà cả đời chúng ta có làm ăn không? Sống làm ăn.
vẫn làm ăn nhưng mà làm những việc mà đừng tạo nghiệp. Vậy thì vợ chồng sống có nên hạnh phúc không? Không lẽ học Phật không hạnh phúc? Vì Phật pháp chắc bị diệt vong quá. Đã nói pháp môn tịnh độ là pháp môn nhân sinh. Vậy thì mỗi một con người học Phật đều là vui, mỗi một con người học Phật đều là trung thành, trung thủy, trung tính với bản thân mình. Hiểu chưa? Nếu như bây giờ học Phật mà trở thành giả dối vì Phật pháp này, quý vị đang diệt pháp á. Chúng ta học Phật là chúng ta đang chân thật, đang học chân thật, đang học chân thành, đang học trung thủy. Học Phật đã hiểu rồi, dù người ta có đối xử với mình như thế nào thì bản thân mình không có dùng cách đó để đối xử lại với người ta. Người xưa có một câu nói rằng: lấy đức mà báo quán thì lấy gì báo đức. Trong Phật pháp thì nó rộng ra một câu: lấy đức mà báo quán thì đức tự báo mình. Nhân quả tương đồng. Nhà Nho nó hỏi nói một câu rằng: lấy đức báo quán thì lấy gì để báo đức. Nhà Phật nói rằng: lấy đức báo quán thì đức sẽ báo lại mình. Nhân quả rõ ràng lắm, quý vị yên tâm đi, hiểu không? Chứ không lẽ bây giờ người ta giết mình giết lại thì không khác nào chúng ta là chúng sanh trong lục đạo. Người ta giết mình không giết lại vì mình muốn về cực lạc nên mình không muốn giết lại. Còn nếu giết lại thì khỏi về cực lạc, chọn đi. Đó. Nên bây giờ nhiều cô ngồi đây á, mỗi cô chúng ta cũng có mang nghiệp phá thai. Và nghiệp phá thai này thai nhi cũng đang đi theo mình á. Bây giờ chúng ta tin rằng ngoài cảnh giới chúng ta là còn Phật cảnh giới vô hình, chắc 100%. Vậy thì bây giờ nghe rõ ràng rồi đó. Không lẽ bây giờ người ta giết mình giết lại người ta, rồi đời đời kiếp kiếp mình trong lục đạo luân hồi khổ đau hoài sao? Thôi bây giờ người ta lại giết mình, chắc là cái quả báo của mình đến cái thế gian này mình không đủ phước đi làm người sanh ra đời. Chứ nhiều người người ta cũng mang bầu mà người ta đẻ đó. Tại sao mà người ta mang mình người ta không sanh? Là do vì mình không đủ phước đi sanh ra đời. Và mình cũng đã từng giết người ta như vậy. Bây giờ người ta giết lại mình. Thôi bây giờ nghe lời của Đức Phật dạy đi, niệm danh hiệu Ngài đi, Ngài rước về cực lạc là chấm dứt khổ đau. Nói cái này Hương Linh cũng dễ hiểu. Người còn dễ hiểu thì Hương Linh cũng dễ hiểu. Nên quý vị đi đến đây nghe viết á, là Hương Linh thay nhi đi theo quý vị cười suốt. Mỗi tuần chủ nhật mà quý vị chưa đi đến đây là Hương Linh đốc thúi suối quý vị đi. Đốc suối đi chứ không đốc thúi. Hiểu không? Đốc suối á, biết gì sao đốc suối không? Đến đây được cười là một, đến đây được ăn là hai, đến đây được tắm mình trong quang minh là ba. Nói ba cái này thôi là thích đi đến đây rồi. Bây giờ quý vị khoái đi đến đây không? Khoái. Đúng rồi. Không khoái đi đến đây sao ngồi chặt gì mà dám ngồi. Nóng lắm cho giỡn nào đúng không? Mà đau chân nữa. Giờ muốn thẳng chân thẳng cũng không được. Nhưng quý vị cứ ngồi đi, không có thiệt thòi đâu. Quang minh Phật đang phủ chùm quý vị đó, đang hưởng đó, mát mẻ đúng không? Nói thì sao không biết mà người ta cười là thấy được à. Nói thì sao không biết mà nhìn xuống thấy gương mặt ai cũng dễ thương là thấy được. Đúng không? Chứ bây giờ quý vị coi á, những đức ngồi đây nhìn xuống có những cô, quý vị biết 100% là những đức ta thấy luôn, là có những cô ngủ gục mà cổ ngủ cô vẫn cười. Đúng là gọi là say sưa trong chén men nồng. Đúng là nồng nàn trong pháp vị. Hiểu chưa? Thì thấy không? Đó, rõ ràng có quy khuyên lại là có những cô ngủ gục mà miệng vẫn cười. Thì thấy đạt đến cái trình độ mà nó đi sâu vào tâm khảm. Cái đó đó nghe quý vị, là vì họ được đi vào tâm trạng vui. Nhưng mà cặp mắt thì không cho phép họ mở ra được. Nhưng mà trong tâm vui nên nó hiện ra là cái miệng cười trong giấc ngủ. Mà quý vị thấy con nít mà khi ngủ mà cười, quý vị thấy nít dễ thương không? Mình đã từng nuôi con rõ ràng mà con mình lúc nó ngủ nó lại cười. Là tâm thức nó đang có một cái cảm giác gì vui lắm nên nó ngủ mà nó cười.
Như vậy thì con người mà đang ngồi đây mà ngủ gục mà cười, có nghĩa là tâm trạng họ đang rất bình an và rất vui, thì cũng đi đến đây ngủ để cười đi. Hiểu không? Quá đặc biệt. Quý vị thấy rõ ràng không? Những điều chúng ta chia sẻ để quý vị thấy ai cũng thấy mát mẻ chứ. Chúng ta cảm giác sau cái cuộc đời chúng ta hạnh phúc quá. Chúng ta cảm giác từ hôm nay chúng ta không cần nặng nề gì nữa hết. Vì nhìn qua những cái cảnh mà những nước trên thế giới bây giờ đang bị động đất sụp nhà, thì chúng ta không cần nặng nề chi cái chuyện chi cầu giàu sang quá. Tại vì sao? Vì nó vô thường quá. Chúng ta hôm nay tuổi 42 như những đức, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chắc chúng ta còn sống lâu lắm. Nếu như mình nghĩ mình sống lâu quá, lỡ rồi cái vô thường nó đến bất tử, chúng ta đâu có chấp nhận đâu. Tại sao chúng ta không vui của ngày hôm nay đi? Phật nói trong kinh rằng an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Ngày hôm nay chúng ta vui, chúng ta nghĩ không biết ngày mai có được vui gì không? Phàn. Chúng ta hãy vui ngày hôm nay để tích tụ một nguồn năng lượng thiệt đầy đi. Rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục có niềm vui, và ngày mai chúng ta sẽ tích tụ được một nguồn năng lượng rất đầy. Và ngày mốt bữa kia và một năm chúng ta cũng sẽ vui, chứ đừng bao giờ nghĩ qua năm không biết còn vui như gì nữa không. Nhớ nghe. Thí dụ như giờ chúng ta được bình yên như vậy, ngồi tu học gì rất là vui. Chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ rằng không biết mai mốt chúng ta còn được gì hay không. Nhưng chúng ta nên đặt ra một cái câu hỏi và cái đáp án. Nếu mai mốt không còn được như vậy nữa thì ta phải làm sao? Thì ta cũng ở đâu thì vui ở đó. Đúng không? Con người mà luôn luôn có một cái đáp án như vậy thì sao? Thì con người chúng ta sẽ không bao giờ bị hụt hẳn trong cái cuộc đời này. Nhiều tối những đứa học cái lớp đạo làm con, thấy chưa? Quý vị nghe rất rõ ràng mà, những đức nói mà. Bây giờ chồng chúng ta đang thương nhiều vậy, mình đặt ra câu hỏi dưới trong tâm mình thôi chứ đừng hỏi chồng. Trong tâm mình đặt ra một câu hỏi, nếu một ngày nào anh không thương em thì phải làm sao? Rồi bây giờ vợ mình đang thương mình vô cùng, nhưng mà mình đặt câu hỏi trong tâm mình là không biết mai mốt em không thương anh nữa thì anh phải làm sao? Rồi bây giờ mình nuôi con mình mến tay mến chân, nhưng mà bây giờ mình đặt một câu hỏi là nếu như con mai mốt bất hiếu với cha mẹ thì cha mẹ phải làm sao? Cuối cùng thì chúng ta đáp án rằng ta phải sống, và sống phải vui. Nhớ, đừng bao giờ cầu cái sự ban bố của người khác dành cho mình để có niềm vui, mà ta hãy ban bố cho mình với những gì mà mình đang có được. Thì tuyệt vời quá. Rất nhiều con người chúng ta cứ đi cầu cái sự ban bố của người khác cho mình. Nhìn thấy con vui thì ta vui, nhìn thấy con khổ thì ta khổ, nhìn thấy vợ vui thì ta vui, nhìn thấy chồng vui thì ta vui. Cứ là như vậy. Tại sao chúng ta đi cầu cái bên ngoài để cho mình niềm vui đó? Nếu như người ta buồn thì tự nhiên mình buồn à? Chúng ta đừng nên như vậy. Một con người, người ta đang buồn, mình phải có niềm vui thì mình mới nâng cái người buồn lên. Nếu như mình cũng là buồn theo họ, ai nâng ai, quý vị ác lắm. Rất ác, hiểu chưa? Giống như bây giờ những đức đang đau khổ vô cùng, mà quý vị đến, quý vị cũng đau khổ cùng với những đức. Quý vị nói quý vị thương những đức hả? Quý vị là người rất là ác. Vì sao? Quý vị không nâng lên được. Vì quý vị cũng là người đang tuột xuống, thì làm sao mà mình nâng cái người đang tuột xuống kia, hiểu chưa? Nên mỗi một con người chúng ta phải duy trì được mình mới là đặc biệt. Mỗi một con người nó đều có cái số mệnh nhân duyên trong cuộc đời của họ. Giống như đi trên đoạn đường, có những lúc thì bằng phẳng, nhưng có những lúc thì cũng ổ gà. Có những lúc thì đường thẳng, nhưng có những lúc thì đường cũng cong quẹo. Nên chúng ta luôn luôn là chúng ta cẩn thận chút vẫn là đỡ. Đường thẳng thì chạy cũng ngon, mà đường quẹo thì chúng ta cũng cẩn thận mà quẹo cho đàng hoàng, chứ nếu không lộn mèo vô cái gốc cây mà chết. Đúng không? Nói nghe được mà vỗ tay hoài à. Nên quý vị nhớ rằng cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi à, mà gặp nhau mà có nụ cười gì cũng cảm thấy quá hạnh phúc rồi, thấy không? Rồi lay quay á, chúng ta tới dỗ tổ Hùng Vương á, dỗ tổ nghe, nghỉ 5 ngày á,
5 ngày á. À, coi lịch rồi đó. Đã thông báo là nghỉ 5 ngày đó. Ừ. Thì 5 ngày này chúng ta phải tu 5 ngày. Là đây giảng pháp 5 ngày cho nghe. Bây giờ thôi, bây giờ chúng ta bây giờ nhớ tổ tiên ông bà mình. Vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta có công giữ nước. Thấy không? Bác Hồ nói. Thì bây giờ ngày dựng lên nước chúng ta cảm ơn tổ tiên chúng ta là vua Hùng. Thấy không? Rồi bây giờ tổ tiên ông bà của mình sinh ra mình, mình dựa vào ngày đó để chúng ta dụng công tu phóng sanh cúng niết thực, nghe pháp, niệm Phật, lễ Phật, chúng ta đem cái công đức đó để hồi hướng cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta, từ những người còn sống cho tới những người đã chết. Vậy thì 5 ngày này quá ý nghĩa, đúng không quý vị? Có cần đi đâu vòng vo tam quốc làm chi? Thấy không? Kệ, người ta không hiểu, người ta cứ đi du lịch, đi chơi chỗ này chỗ kia, người ta tốn tiền. Còn quý vị đi đến đây không tốn tiền mà lại có phước. Nhớ chắc chắn luôn đó. Thì nếu mà 5 ngày như vậy thì quá ý nghĩa, quá tuyệt vời. Xong 5 ngày đó rồi lấy quay tới lễ Giới Quan Âm 4 ngày, phải không? Trước hay sau? Sau hả? À, không biết trước sau gì không biết. À, không biết trước sau gì không biết, nhưng mà chương trình là như vậy, hiểu không? Đó, thì 4 ngày lễ Viếng Bồ Tát Quán Thế Âm là đặc sắc nhất đó nghe. Vì nhớ nghe quý vị, ngày 18 chúng ta tổ chức bên chùa mới nguyên ngày, nhưng mà người ở xa khắp nơi nơi nên đến ngày 17. Tại vì sao? Chúng ta dưỡng sức để ngày 18 chúng ta tu nguyên ngày, tối chúng ta mới đủ năng lực lại 500 danh hiệu ngon lành, hiểu chưa? À, bây giờ biết tu là tốt, phải ghen. Đã là xin nghỉ thì nghỉ cho tớ luôn. Nghỉ có 5 ngày, nghỉ làm gì? Nghỉ một tuần luôn. Xin nghỉ một tuần. Nghỉ buôn bán một tuần. Bây giờ quý vị tính đi, ngày 17 đến là thấy bỏ ngày đi nè. Từ ngày 18, 19, 20, 21 chúng ta vớt luôn bữa 22 về nghỉ ngơi. Đúng là như vậy mới là đặc biệt. Chứ đừng có làm mình phải là lăng xăng chi. Đã đi tu về rồi lăng xăng nó mệt lắm. Có khi nó phiền não lên cái tổn phước tổn duyên của mình. Phải giữ trạng thái của một ngày để ngày mai đi làm phơ phớ. Quý vị nhớ nghe, bỏ cái nhỏ mà có cái lớn đi, yên tâm đi. Phải tin. Mà đây là cơ hội đặc biệt để cầu an cầu siêu cho người thân và những người mang nghiệp phá thai. Cầu siêu cho thai nhi. Nhớ. Ôi, ít ai mà làm cái chương trình 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm lắm. Từ xưa vậy vị thấy chưa? Chưa. Có phải không? Có, có những đức đúng rồi. Có một lần rồi đúng không? Nhớ nè. Như vậy thì cơ hội trong cái cuộc đời chúng ta đã có người làm điều đó, mà mình đang sanh trong cái thời cuộc của người đó. Vậy thì mình phải cố gắng. Nếu như qua cái đời người đó chưa chắc, mà còn đời người đó mà một ngày nào cũng chưa chắc làm được nữa đâu. Thì bây giờ làm được làm đi. Vậy thì chúng ta mỗi người hưng khởi lên. Thấy không? Bây giờ Phật tử chùa nào hay là đi học tập với thầy nào cũng vậy, cũng nên đi đến đây để tu học. Vì sao? Vì chúng ta đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm chứ không phải lễ Nhân Đức. Hiểu chưa? Phải nhớ nghe. Mục tiêu chúng ta là học Phật Pháp. Vậy thì chúng ta lễ lại Phật Bồ Tát thì chúng ta lễ tu. Không có ai trách quý vị đâu. Nhân Đức đâu có kêu quý vị đi theo Nhân Đức đâu. Nhân Đức khuyên quý vị đi theo Phật A Di Đà mà. Ai, người chúng ta cũng là người tu tịnh độ đi theo Phật A Di Đà làm chính. Chứ đừng bao giờ đặt vấn đề là người đó vì tu mến mộ này kia tầm bậy sẽ không giảng sanh. Chúng ta được quyền quý trọng họ vì họ dạy mình. Nhưng mục tiêu của chúng ta phải hiểu là chúng ta đi theo ai? Đi theo Phật A Di Đà.
Mà quý vị đi theo Phật A Di Đà, quý vị có tâm niệm như vậy, chồng quý vị sẽ không có bực bội quý vị. Không có bực bội. Nhưng Đức biết một cái cô này, cô hộ trì Tam Bảo cũng dữ dằn lắm quý vị. Nhưng mà cô mến mộ vị thầy này dữ quá. Quá mến mộ vị thầy này. Có nghĩa là cô học Phật nhiều năm, nhưng mà cô nói với vị thầy này một câu rằng: con học với thầy con không học được cái gì nhiều, con chỉ học được những cái sự giả dối, nhưng mà vẫn theo học bình thường. Ghê không? Có nghĩa là cô rất mến mộ vị này luôn. Việc học đó của họ có đúng không quý vị? Không đúng. Sai rồi. Người dẫn dắt mà dẫn họ như vậy cũng sai luôn. Nếu như quý vị dẫn dắt họ mà quyết định đưa họ mục tiêu là gì? Phải về cực lạc. Vì tôi cũng là một mình dễ đi hơn. Chiếc xe của tôi á, nó cũng có giới hạn. Tôi không thể nào tôi kéo nguyên một cái vàn này đi nổi đâu. Có con đường chết thôi chứ không nói sống nổi. Hiểu không? Nên bây giờ chúng ta chỉ nhau, mỗi người làm chiếc xe, chúng ta cùng đua. Hiểu không? Quá đặc biệt. Thầy trò cũng trễ. Tên nào chạy yếu té vì sao gác chịu con. Hiểu không? Thí dụ như vậy, như Đức chạy trước nghe quý vị, chạy theo. Chạy theo mục tiêu là thầy trò chạy về cực lạc. Tên nào nó không chạy, nó kêu thầy thầy nói: mày không chạy kể mày kêu gì. Hiểu chưa? Mày không chạy thì kệ mày, chứ mày kêu tao làm gì. Tao chạy thì mày cứ chạy theo đi. Tao đang chạy về cực lạc này, mày chạy theo không chạy thôi. Bây giờ mày ngưng mày uống cà phê kệ mày, tao tranh thủ về cực lạc. Mày mà lề đề không biết sao sụp đất đâu kìa con. Nó chết mày bây giờ. Thôi tao không có dám lạng lạng theo mày đâu. Tình cảm với tình cảm, với tao về cực lạc trước tính sao. Hiểu không? Đã nói như vậy rồi thì thôi đừng có dính nhau nghe. Nó nên quý vị đi về đây, những Đức đưa tư tưởng với vị tu nè, rồi tặng tượng Phật nè, rồi phương pháp tu nè, thiết pháp mỗi ngày nè, là những Đức muốn cho tại gia với vị tu được. Tại gia tu được á thì thịnh Phật pháp đó. Còn nếu như đi đến chùa mới tu được mà ở nhà tu không được, thất bại. Vậy thì quý vị có nên đi đến chùa không? Nên. Vì nhờ có ngôi Tam Bảo mà chúng sanh được nhờ. Vậy thì bây giờ thí dụ như quý vị đã từng biết một vị thầy nào, chùa nào, quý vị đã từng quy y ở nơi đó, mà bây giờ quý vị biết ở đây có tu, quý vị là ở đây tu. Vậy thì quý vị lâu lâu có đi đến nơi chùa xưa không? Nên đến. Một năm đến vài lần coi thầy cần cái gì cúng dường cho thầy. Vì con cảm ơn từ nhờ thầy mà con bây giờ con mới biết được Phật pháp và con tu tịnh độ. Con cảm ơn thầy nên con lỡ cúng dường, nhưng mà do con ở đây con tu không có được nên con lỡ đằng kia con tu. Thầy yên tâm đi, con luôn luôn con nhớ ơn thầy là con phải học Phật, con phải tu học đời này, con phải diệt cực lạc, nên con cảm ơn thầy, lâu lâu con lỡ cúng dường vậy thôi à. Hiểu không? Đúng rồi. Còn quý vị mà bỏ luôn á thì coi chừng những Đức cũng chết luôn. Chết luôn. Vì sao? Vì quý vị cứ nghĩ đi, nếu như ai cũng đói hết mà mình no thì quý vị no nổi không? No không có nổi. Có ăn thì chia nhau mà ăn, có sống thì chia nhau mà sống, có cười thì chia nhau mà cười. Em không? Vậy thì rất là tồn tại nghe quý vị. Quý vị là hàng Phật tử phải làm điều này thì người thầy hướng dẫn quý vị mới được bình yên. Hiểu không? Chứ không phải là cái gì cũng gom về đây nghe. Tuy là tôi nói việc đó tốt, việc đó tốt, việc đó tốt, nhưng làm chích ra một phần để chích bớt điều ra. Để nơi nào cũng ngôi Tam Bảo, nơi nào cũng có cuộc sống. Thí dụ như nơi đó làm nhiều thì cũng nhiều một chút, nơi đó làm ít thì cũng ít một chút, nơi đó một người thì cũng cho người ăn. Vậy là xong, ai cũng có ăn, ai cũng có sống. Đúng rồi. Đúng quý vị. Chung chung thôi. Chứ bây giờ quá mến mộ quý ở đây, cái gì cũng đem về đây chứ. Mà nơi khác không có cái gì thì cũng kẹt những Đức. Thấy không? Viết là tôi không dám đi đâu. Nên, thấy không? Nên từ nơi đó mình nhắc nhở đây là chân thành đó quý vị. Nhiệt tình. Tuy Phật sự là tốt nhưng chúng ta cũng phải chung chung thôi. Đó nên quý vị nhớ học Phật á, là học cái việc giải thoát. Chứ chúng ta không có cái gì mà gọi là dính nhau trong cuộc đời này hết á. Cái thân hôi thối này một ngày nào chết sình rồi. Bây giờ gặp nhau có quý nhau, gặp nhau cái chụp hình kịch 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 kịch.
chụp kịch, nghiêng ngã chụp kịch. Thầy vừa mới chết, hậu niệm 24 tiếng, thôi con không dám đến gần. Thì ghê quá, vì đâu mà lúc bình thường thấy cũng dễ thương mà giờ sao thúi quá trời thúi, thấy không? Vì thấy trong cái cuộc đời này hãy nhận thức cho sâu sắc nghe. Đó, đã hiểu được nguyên lý vậy rồi thì biết rằng á, cái thân này trả về cho tứ đại. Còn cái tâm thức này nó đi đâu là do bị chọn lúc còn sống này nè. Nên nuôi dưỡng cái tâm thức điểm nào mạnh nhất. Nhớ đã gặp Phật Pháp rồi đừng có lề rề nghe. Đừng có lề rề, đừng có lai rai nghe. Lề rề lai rai là gán chịu nghe con. Ừ, à, phải nhớ nè. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Thầy tu thì thầy đắc, mà trò tu trò đắc. Ai tu nấy đắc, còn không tu không có đắc. Hiểu không? Phải chịu thua đi. Nên trưởng đoàn hay là ông thầy hướng dẫn gì cũng vậy, chúng ta đều là để giúp người tu thôi. Nên quý vị thí dụ như làm trưởng đoàn dẫn người ta đi đầu này đầu kia đầu nọ, bây giờ mình biết được ngôi chùa chuyên tu có giảng dạy đàng hoàng cho người ta được lợi ích thì mình dẫn người ta đến. Trời ơi, mình không có duyên làm được gì thì người ta làm được thì mình dẫn đến cho người ta được lợi ích đi. Rồi bản thân mình đến một ngày nào mình cũng sẽ làm được như người ta, đến một đời kiếp nào thì duyên của mình sẽ hội tụ rất là dày. Nhớ quý vị đừng bao giờ nói rằng ông thầy này ông không hiểu biết cái gì. Ông không hiểu biết mà ta khoái nghe, nó kỳ cục vậy đó. Phải không? Không hiểu biết mà khoái nghe. Vì sao? Vì thật sự đối với Phật Pháp chúng ta cũng không hiểu biết. Đã là không hiểu biết thì gặp cái người không hiểu biết nó nói mình mới nghe được. Hiểu không? Còn quý vị gặp cái người mà hiểu biết họ nói cao xa đâu có nghe được đâu. Nó, cái này là cái mẹo nè. À, cái mẹo nè. Thấy chưa? Nên quý vị nói rằng bây giờ tôi phải biết cho nhiều tôi mới giảng pháp. Biết cho nhiều giảng pháp mà nghe không được đó. Nghe không được. Mà nói đơn giản vậy mà họ phải nghe. À, dù nói cái chuyện cừ cừ vậy mà mới bảo phải. Bây giờ thí dụ như ngoài đời người ta buồn quá, người ta đi đến cái rạp hát người ta coi hài, xả chết đỡ buồn, đúng không? Còn quý vị gặp ông hài những đức quý vị, trời ơi. Đúng không? Nó xả tặng đáy lòng luôn đó, đừng có đó mà sợ chết, đúng không? Quý vị đến đây thấy rõ ràng mà, mỗi năm quý vị càng trẻ mà, càng đẹp càng dễ thương mà, đúng không? Mà có nhiều việc ở nhà không được vui như ở chùa luôn á. Quý vị đi đến chùa quý vị thấy có những việc mà quý vị cuộc đời chưa từng được chơi vui vậy luôn, mà đến chùa mình được chơi vui vậy đó, thấy chưa? Đó, đó, cái đó đó, cái đó là cái thu hút đó. Cái đó là thu hút đó, đúng không? À, giống như quý vị thấy chùa mình lạ lắm, chùa mình làm rất nhiều việc lạ, mà ngộ chùa mình đúng là người lạ nên làm việc lạ không à. Giờ quý vị coi những đức mua mấy chiếc nhẫn cho mấy ông thầy. Ông chiếc nhẫn bạc mắc cười quá chết, mà có cái chữ vạn, những đức đặt á chữ vạn á, chiếc nhẫn á bằng bạc. Hôm qua những đức tặng cho mấy ổng nói sắp sửa tới lễ tình nhân, xin tặng cho quý thầy quý chú mỗi người chiếc nhẫn. Ôi nó mắc cười vô cùng quý vị. Thì những đức mới nói tôi là ông thầy lạ nên tôi thường làm việc lạ lắm. Vậy đó mà anh em ai cũng vui quá trời luôn, quý vị thấy chưa? Thì ra là chúng sanh thích việc lạ. Hiểu không? Đó, quý vị biết á, cái lời dạy của Đức Phật á, là nó đi vào lòng người. Nó đi vào lòng người thì tức khắc cái lời dạy này sẽ có chỗ sử dụng. Nên mới nói là Phật Pháp là hiện đại hóa. Thì nhớ nghe, Phật Pháp là hiện đại hóa. Nếu như Phật Pháp mà không hiện đại hóa, vậy làm sao quý vị truyền Phật Pháp đến những quốc gia mà tăng tiến? Cái trí tuệ của Phật Pháp á, là nó đi sâu vào lòng người của mỗi căn tính nó luôn. Nên gọi là Phật Pháp là hiện đại hóa và bổn thổ hóa. Bổn thổ hóa là hạng người nào, dân tộc nào thì Phật Pháp vẫn vào được. Thí dụ như đất nước Ấn Độ nói một cái văn tự đó, nhưng đi đến Việt Nam thì cũng là Phật Pháp mà lại nói văn tự này. Đi qua nước Mỹ thì cũng là Phật Pháp này mà nói văn tự kia. Nên mới nói là hiện đại hóa và bổn thổ hóa, đúng không? Rất đặc biệt.
Quý vị coi chùa mình bao nhiêu con người ta ở trong đây mà sao ta không đi về nhà mà ta vui. Vì sao? Vì nó lạ. Nó có cái lạ nên người ta mới thích ở trong chùa mình. Thì vị có nhẵn bạc có nhiêu tiền đâu, nhưng mà tự nhiên mình nói cái chuyện lạ vô cùng. Ngày lễ tình nhân mà tặng nhẫn bạc mà mình lành ông thầy, tặng cho ông thầy, tặng cho mấy chú nam, rồi cầm tay lên đeo như đeo cho người nữ vậy đó. Lạ không? Quá lạ đúng không? Vậy đó mà người ta lại vui, ăn tình vô cùng, phải không? Rất là ăn tình. Nên đó là vì thấy việc lạ đặc biệt không? Nó nên những đức nói vị nghe chứ. Có những cái nha, văn tự trong Phật Pháp quý vị cũng đừng có cứng ngắc đi theo lề lớp đó. Nếu như quý vị không dùng trí tuệ đi quyển chuyển thì không có ai nghe được Phật Pháp đâu. Người ta vừa nghe là người ta sợ lắm. Bây giờ người ta đi đến chùa mà cái gì quý vị cũng nói tội hết. Ngồi trước Phật mà bây giờ chồm hổm cũng tội. Chồm hổm cũng tội. Giờ nó thôi trở lại trời. Bây giờ nó đào chân cũng gần chết luôn. Bây giờ ngồi chồm hổm cũng tội. Thôi con không đi đến đó nữa. Vì đi đến đó ngồi chồm hổm tội. Quý vị biết á, cái ngồi chồm hổm trước Phật á, mà tội là cái lý do gì tội không? Cái lý do tội là quý vị ngồi mà muốn thoải mái, ngồi mà không có đau chân gì hết mà cũng đi chồm hổm, rồi á, quá thoải mái mà không cung kính, đó mới tội. Còn quý vị quá đau chân rồi thì quý vị làm sao cho chân đỡ đau để con nghe Pháp thì không có tội. Hiểu chưa? Ví dụ như giờ mình ngồi ở nhà nghe Pháp, mình ngồi trên một cái ghế dựa rồi thoải mái rồi, mình ngồi mình nghe, vậy thì không có tội. Nhưng mà mình thấy không có ai, mình nằm luôn, mình bận quần đùi, bận áo thun đồ, bận áo dây đồ, mình nghe, mình không có cung kính gì là mình có tội về tâm thiếu cung kính. Hiểu không? Còn nếu như mình ngồi đàng hoàng, mình dựa ghế rồi mình ngồi gì là được rồi, vậy là cũng quá thoải mái rồi đúng không? Có máy lạnh được cho mát mẻ được ngồi nghe bình thường có gì. Nhưng mà tự nhiên mình thấy không có ai hết trơn, mình ngồi mình nghiêu ngao, mình ngồi mình tì tiện, rồi mình ngồi mình nghĩ ông thầy giảng là trong tivi chứ đâu phải ngoài đâu, thì tự nhiên cái tâm đó là tâm thiếu cung kính nên học mới được cái gì, thì nó có tội là thiếu cung kính đó. Phật Pháp nó rất là cởi mở quý vị. Còn bây giờ người ta ngồi như gì, mình thì được ngồi trên đây gì chân không có đau, còn người ta ngồi dưới chân người ta đau quá trời luôn, thì người ta sửa tướng sao để người ta thoải mái một chút, để người ta nghe. Vậy thì Phật không có trách quý vị là có tội. Hiểu không? Cái tội là ngay cái tâm của người mình á. Chứ bây giờ người ta thật sự người ta muốn nghe Pháp người ta mới ngồi đây. Chứ nếu người ta không muốn nghe, người ta ra ngoài kia người ta ngồi cho nó mát. Nhưng mà ta muốn ngồi đây mà ta đau chân quá thì người ta ngồi sộp lên, chùm hổm lên, hay là đưa chân ra một chút cho nó thoải mái cái chân một chút để tiếp tục nghe. Thì cái này là cái tâm muốn nghe, là cái tâm kính đạo, không có tội. Đúng không? À, rất là rõ ràng, nghe thấy thoải mái đúng không? Không có tội. Cái gì cũng tội hết. Nghỉ tu. Lúc chưa đi tu thì không thấy cái gì có tội, mà bước vô tu là tội tùm lum. Thôi bây giờ gì đi, chúng ta học Phật á, chúng ta học làm sao á mà chúng ta đừng có nói cái tội. Vì nói tội nhiều quá, sợ chứ thành tội thiệt. Hiểu không? Mà chúng ta nên khuyên niệm Phật, chúng ta nên vui vẻ, nên bỏ cái chấp tướng đó đi, đỡ tối đa đi. Vì vớt tới vớt lui á, thì nó còn lờ vẫn ngon hơn hoàn toàn lỗ vốn. Ý nói là được nghe, được tu, được lễ Phật, được niệm Phật, thiếu sự trang nghiêm một chút thì vớt tới vớt lui vẫn còn lờ. Tính đến mức vậy đó nghe. Tại vì căn tính mình kém quá rồi, kém dữ lắm rồi, hiểu không? Đừng có đòi hỏi cao quá ha. Đừng có đòi hỏi cao quá. Bây giờ chúng ta là người họ niệm Phật, gặp nhau chào nhau A Di Đà Phật, được rồi ha. Bây giờ đừng có đòi hỏi phải xá sát xuống. Như thí dụ như các cô trong chùa mình phục vụ chúng đi, phải hiểu. Ví dụ như mình gặp một phái đoàn mà họ là đi vòng vòng thôi chứ không có tu gì, không có lễ Phật gì biết gì đâu. Mình gặp họ mình đừng có lại họ,
Mình đừng có xá họ nghe chưa. Mình gặp họ là mình chắp tay đứng bình thường, A Di Đà Phật, trả lại cho họ y ran vậy đó. Được rồi, chắp tay bình thường, ngang ngực, A Di Đà Phật, à, mời ăn cơm nha, mời ra đây bữa cơm ăn nha. Chứ đừng có xá họ, họ sợ. Người ngoài đời kỳ lắm. Mình xá họ cái lỡ mai họ chết thôi, lỡ họ kiện mình. Nói tại ông xá tôi mà tôi chết queo. Rồi cả người niệm Phật luôn kìa, mình xá họ nó tổn phước. Thấy không? Họ chấp tướng đến mức vậy luôn. Ê, đừng có xá tổn phước. Nói gì đâu mà tổn phước. Thì người ta xá mình cái thì mình ai với Đà Phật lại cái. Gì đâu mà tổn. Ai xá được thì xá, ai chấp tay thì chấp tay. Ai lễ thì sao được đó là lễ. Chỉ cần có cái tâm cung kính nhau là được rồi. Thấy không? Cái gì cũng tổn phước, tổn phước. Sanh ra một cái tâm cứ sợ tổn mình không, thật sự là tổn. Thấy không? Nên học Phật nó cởi mở ra đi quý vị, trở thành con người dễ tính nghe. Dễ tính mà tinh tấn thì là đúng. Chứ đừng có dễ dàng mà bê tha. Cái này mới cái đặc biệt nè. Vì sao mình dễ tính? Vì người ta dễ gần gũi với mình. Mình vui vẻ, dễ thương, người ta thích gần gũi với mình. Rồi từ từ mình dẫn ta đi từ từ. Mình dẫn người ta đi xa quá, người ta muốn trở lại, trở không được nữa, thôi con phải theo thầy về cực lạc thôi. Hiểu không? Bây giờ có những người trong chùa mình nè, có những cô trong chùa mình đó, quý vị biết sự dẫn dắt của những đức mà 7-8 năm chờ mà không về nhà luôn đó. Kinh khủng chưa? Bây giờ 7-8 năm chờ mà không về nhà luôn thì còn cái gì mà về nhà nữa. Tương trao đồng hũ họ thấm hết trơn rồi. Nếu mà không khéo dẫn dắt thì làm sao có 7-8 năm đó trong chùa. Nếu mà cứng cỏi với họ thì họ được 1 năm họ đi mất tiêu rồi. Nhưng khéo dẫn dắt họ được 7-8 năm họ chưa từng về thì tương trao đầu hũ nó thấm hết trơn rồi. Lâu lâu mới vớt một em mắt tích. Nhưng năm nào thì cũng vào được khoảng cỡ chục, đi 2 lỡ được 8. Hiểu chưa? Vậy là được rồi. Hiểu không? Đó là sự dẫn dắt về phương tiện trong nhà Phật để dẫn người ta đi đến cửa Phật từ từ. Cái này quan trọng lắm á, không giỡn đâu. Thí dụ như một con người mà ta bê tha vô cùng, mà ta vô ta nghe đạo, ngồi nghiêng ngồi ngửa bằng quần đùi đứng ngồi được, ngồi mà kiểu mà chồng hởm ra quần đùi luôn. Họ nói con nghe gì được không thầy? Riêng họ mình nói tột. Mày ngồi như vậy là tốt. Hiểu không? Tại vì sao? Mày có bao giờ vô đây ngồi đâu. Mà bữa nay mày vô ngồi là tốt rồi. Đúng quý vị. Rồi nó vô nó ngồi từ từ nó cảm ơn. Cảm ơn từ từ rồi bắt đầu nó mới sửa lại. Là mình thấy mình vô duyên quá. Sao mình không có giống ai Phật tử người ta tu trong chùa chứ. Nhìn tới nhìn lui sao thấy có một mình là vô duyên vô dùng. Từ nơi đó mà tự nó sửa từ từ. Còn ban đầu mình nói ngồi vậy là tội chết, nó nói tội hả, tôi nghỉ ngồi đi ra ngoài. Vậy thì quý vị không khéo léo dẫn dắt người ta, hiểu chưa? Nên tại sao mà có những người á, họ biết rất là nhiều mà họ dạy người ta không ai dám lỡ chùa hết trơn á, vì họ nghiêm khắc với người ta quá. Mà người ta thì thật sự mà nói ngoài đời người ta đã mệt mỏi quá rồi, mà đi vô chùa còn gặp ông thầy ông nghiêm khắc nữa thì thôi về nhà phước cho rồi đi vô chùa cho nó mệt quá, đúng không? Nhưng mà mình để cho người ta có cơ hội vô đây từ từ đi, rồi mình bào mòn giùm cho người ta từng chút. Như cái tấm gương này một lúc mà lau sạch luôn thì không có được, nên lau từ từ giùm cho người ta. Người như vậy thì duyên phước mình tự nhiên vậy à. Bây giờ các cô các chú á, cứ học như vậy để áp dụng trong cuộc sống đi thì tức khắc nó đặc biệt dữ lắm. Phật pháp là cuộc sống nhân sinh mà. Cái giải thoát mà bỏ nhân sinh thì làm sao có Phật pháp đó. Nên mình học Phật là càng học càng dễ nghe, chứ không phải rằng là mình quy y mấy chục năm rồi đó. Ai người ta mới quy y có 1 năm mình nói gì quy y bao lâu rồi? 1 năm. Năm mà nói với tôi thật là trời, biết quy y mấy năm chưa? 20 năm rồi đó mẹ. 20 năm rồi đó. 1 năm mà nói với 20 năm. Tôi là Phật tử thường thành chùa nè. Cô bà biết tôi hộ trì chùa cỡ nào chứ.
Nó thầy đó, thầy đó nổi tiếng, tôi quen hết trơn luôn cho bà biết đó. Bà quen bằng tôi không mà dạy tôi. Thôi chịu thua, bó tay. Gặp cái dạng này thì chúng ta làm sao? Mô Phật. Yeah, yeah. Lui á, không có dám đụng người này, ghê quá. Hiểu không? 20 năm này là 20 năm tạo ra gai gốc đầy mình. Còn chúng ta mới có 1 năm thì nó mới có mọc có mấy cây gai. So với 20 năm kia thì chúng ta còn đỡ hơn nhiều. Nếu như con đường này mà tôi đi theo thì 20 năm sau gai gốc tôi cũng như bà. Thôi mô Phật, tôi chấm bà. Thôi khỏi đi. Càng học mà càng mọc gai thì thôi miễn bàn. Tôi biết rồi đó, tôi biết bà học cỡ nào rồi đó. Thôi chịu thua, hiểu không? Người ta 10 mấy năm nay từ một con người khó khăn, cái mặt hung dữ như con ma, mà bây giờ thì sao? Hiểu chưa? Bây giờ nói vậy coi á, từ ngày xưa, cậu coi tấm hình ngày xưa hô, bữa nào rửa tấm hình đã bự, mỗi tuần chủ nhật chiếu lên cho coi. Hiểu không? Trời ơi, xấu gì đâu mà thấy gớm. Đúng là xấu đến mức mà thật sự mà nó không ai dám mà giật vé với mình, mà vé xấu. Hiểu không? Ghê thiệt. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn mà thấy ở dưới nhìn lên thấy cũng có được đúng không? Đó, thấy chưa? 10 mấy năm nay tôi học Phật, tôi xin thưa với quý vị là tôi bào được gai chứ tôi không mọc thêm gai. À, bào được gai rất là nhiều. Tại vì sao? Cái quan trọng là mỗi ngày tôi cười rất là nhiều nghe. Dù là công việc nhiều nhưng là tôi rất là cười nhiều. Lâu lâu buồn chút à. À, lâu lâu bực bội một chút thôi. Mà bực bội một chút tôi la một cái là tôi quên mất tiêu. Tôi không có để trong tâm gì. Được rồi đó. Không vậy là được rồi đó, thấy chưa? Ừ. Vậy thì cái bài học này nó cũng có một cái nền giáo dục đó quý vị. Thôi nguyện Tam Bảo giang hộ cho quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ.